Xét thấy hội trường chúng ta đã ổn định chỗ ngồi, kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến, đến với phần thuyết giảng giáo lý đợt 2, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nhẹ cõi lòng, cùng nghe lại một đoạn sấm thi trích trong bài Đến làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Bài này Đức Thầy viết ngày 29 tháng 4 tại Nhân Nghĩa Sà No. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, kính mời đồng đạo Dương Thị Bé Ba đến từ xã Mỹ Đức đến đây đọc lại. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Và quý vị cho một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn chư quý đồng đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Rừng lâm cây đa thấy ngày nay, mà ruột đâm non có các đài chào đời con hèn nói tục cổ. Tới đời thương cổ đều hòa mai, gió gió đêm thanh nước giàu kèn cây sâm màu đượm mùi nhang, phù dung rã gánh thân yên nhà thành thời gia trung gặp chữ nhàn. Chữ nhàn vô sự mới nên tin, bát nhà từ đây gặp cửa để giác bờ mê ngài vượt khỏi. Lánh đời tục lụy rất tiền khiên, tiền khiên tạo bởi trần thân, đạo diệu dồi trao lập chí cần, luyện tánh trao tâm cho sạch sẽ. Rất rồi nở thế khỏi ưu phiền, ưu phiền thương sự chúng ta bà, Phật cảnh mau về tình ngộ từ đây người gặp chủ
trần tìm kiếm chữ ma. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, phần thuyết giảng giáo lý đợt 2, chúng tôi thay mặt ban tổ chức kính mời giáo huấn viên Nguyễn Thế Cường, ban trực thuộc ban phổ truyền giáo lý ban sự trung ương đến diễn đàn để trình bày 4 câu trong bài Đến làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa ngày 29 tháng 4 năm Canh Thìn. 4 câu: ưu phiền thường sự chống ta bà, Phật cảnh mau dời ắt tánh xa, tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, bụi trần tìm kiếm chữ mai ha. Vậy chúng tôi thay mặt ban tổ chức cho đồng đạo xin trân trọng kính mời giáo viên đến diễn đàn để trình bày. Trân trọng kính mời ông. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa giáo lý viên Nguyễn Thị Trang, phụ trách chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa ông Nguyễn Văn Quân, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị, trong ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, kính thưa quý vị, trưởng phó trị sự viên, đại diện cho các ban trị sự cơ sở trong và ngoài huyện cũng như tỉnh thành đến tham dự. Kính thưa quý vị là các nhà mạnh thường quân, quý vị đồng đạo, quý vị trong đội quay phim đến đây để quay phim ghi hình và đưa lên không gian mạng. Kính thưa tất cả chú quý vị hiện diện kính mến, như chúng ta đã biết, hôm nay nhằm ngày mùng 3 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú có long trọng tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý, và chúng tôi được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương được trở về đây để chia sẻ sự hiểu biết của mình trong quá trình tu học. Vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất. Kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, giờ đây là thời gian đã trôi qua 10 giờ đúng. Thường là hôm nay thì khi lên diễn đàn là tôi lên diễn đàn là cũng gần 10 giờ hoặc giả là 10 giờ. Cho nên thời gian chúng ta cũng trôi về hay chưa. Thì như vậy thì được sự cho biết của ban tổ chức là chúng tôi vừa trình bày cũng như kể cả là đặt câu hỏi và kể cả là đáp từ. Thì tới là 2 giờ rưỡi là chúng ta ngưng. Ủa 11 giờ rưỡi với bên 11 giờ rưỡi là chúng ta ngưng. Đó. Như vậy thì mong rằng quý vị trong thời gian này theo dõi phần trình bày chúng tôi để chi? Một là mình hiểu được cái nghĩa của câu hỏi được đặt ra. Để quý vị trả lời đúng, lên đây chúng ta sẽ nhận được phần quà tinh thần của ban tổ chức cũng như của nhà mạnh thường quân. Và cái thứ hai, trong quá trình chúng tôi trình bày cũng không sao tránh khỏi vấn đề sơ suất. Cho nên khi quý vị nghe qua thấy nội dung còn thiếu kém như thế nào thì quý vị đóng góp ý kiến, chúng tôi rất là mừng lãnh hội để chúng tôi rút kinh nghiệm trong những lần thuyết giảng về sau. Giờ đây để tranh thủ thời gian chúng ta đi vào trong cái chương trình. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, trong khi Đức Thầy chúng ta ra đời, quý vị nghe qua cái chuyên đề thân thế sự nghiệp và bước chung chiên quá đạo của Đức Thầy thì rõ ràng trong giai đoạn bước chung chiên kể từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, khi Pháp dời Đức Thầy lên Châu Đốc, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau dời Đức Thầy qua bên Sa Đéc dưới quyền quản lý của Cò Rô Be, thì ông này đến ngày rằm ông làm việc với Đức Thầy, cho nên mới có cái bài là Sa Đéc.
Tuy nhiên, giữ Đức Thầy lại chỉ có 6 ngày thôi. Đến ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn thì họ cho Đức Thầy về ở tại Cần Thơ, tức là ở nhà của ông Hương Bộ Thạnh, làng Nhân Nghĩa. Như vậy thưa quý vị, rõ ràng ở đây chúng ta thấy là từ ngày 18 và mãi cho đến ngày 29, có nghĩa là sau đó 11 ngày, thì Đức Thầy chúng ta đã sáng tác cái bài Đến Làng Nhân Nghĩa. Vậy thì bài này như sư ngôn đã vừa nêu ra thì chúng ta thấy đó là viết vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Thìn, thì đó là chúng ta thấy là sau đó 11 ngày khi Đức Thầy đến nhà của Hương Mô Thành. Như vậy thì trong này, trong bài này, Đức Thầy rõ ràng đầu tiên là Ngài cho biết là vui mừng gặp chốn hiền lương. Rõ ràng đến đây là Đức Thầy vui rồi đó, là thấy có một số người tu hành. Tuy nhiên cũng có một số người vì ham nhiễm đời vật chất, văn minh, vân vân. Vì vậy đó mà Đức Thầy viết bài này để phiên lên nhắc nhở cho họ thức tỉnh tu hành. Như vậy trong cái bài này chúng ta thấy phần đầu theo cái lối văn Song Thất Lục Bát đó là 22 câu. Phần sau cũng theo cái lối văn Song Thất Lục Bát là 20 câu, tổng cộng là 42 câu. Tuy nhiên trong cái phần giữa Đức Thầy viết ra theo cái lối văn là Thất Ngôn Tứ Cú Liên Hoàng Dẫn, là tổng cộng là có 11 khổ thơ. Như vậy 11 khổ thơ mà mỗi khổ thơ là 4 câu thì chúng ta thấy là có 44 câu. Vậy thì 44 câu mà cộng với là 42 câu nãy là tổng cộng là 86 câu. Thì trong đó, trong nghĩa là 11 khổ thơ được rút ra một khổ thơ là 4 câu để làm một cái đề tài chia sẻ trong cái ngày hôm nay. Đó là đề tài ưu phiền thường sự chốn ta bà, Phật cảnh mau về ắt lánh xa, tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, phủi trần tìm kiếm chữ ma ha. Rõ ràng mỗi câu đều có ý nghĩa rất là sâu sắc trong này, bởi vì lời Đức Thầy là kinh, thấy không, mà nghĩa là chúng ta cần phải tìm hiểu nghĩa trong kinh đó để ta biết áp dụng vào đó để ta tu hành. Cho nên giờ đây cái câu đầu tiên là ưu phiền thường sự chốn ta bà, thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì ưu phiền là gì mà ta bà là cái ý nghĩa như thế nào? Giờ đây chúng tôi quý vị tìm hiểu qua câu đầu tiên này. Chữ ưu phiền đó, ưu là tư duy, là suy nghĩ, là lo lắng, thấy không? Tức là dùng cái tư tưởng của mình suy nghĩ lo lắng một cái chuyện gì đó, cho nên gọi đó là ưu. Mà chữ phiền là gì? Chữ phiền là phiền não, có nghĩa là buồn rầu. Vậy thì giờ ưu phiền lý nói rằng đó là lo lắng buồn rầu chuyện này chuyện kia xảy ra trong thế gian này, trên đời này, hoặc giả bản thân hoặc giả trong gia đình của mình. Đó, đây là nói lên cái sự khổ. Như vậy thì thường sự, cái từ này chúng ta nghe nó rất là dễ, rất là hiểu, phải không? Nhưng mà ở đây ta hiểu đó là chữ thường là nó hoài hoài như vậy, nó hoài vậy, nó liên tục tới xảy ra hoài hoài, không bao giờ nó gián đoạn, cho nên gọi là thường. Mà chữ sự là việc. Như vậy thì sự việc có nghĩa là cái chuyện mà nó phiền não buồn rầu lo sợ đủ thứ khổ đau trong đời này, nó liên tục nó xảy ra đối với mình hoài, đối với nhân loại chúng sanh trong thế giới ta bà này hoài. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là chốn ta bà. Chữ chốn là nơi ở, là cái chỗ đó gọi là chốn. Mà chữ ta bà là cái gì? Ta bà nó thuộc về cái thuật ngữ, là cái danh từ ở trong cái Phật giáo, trong Phật giáo. Giờ đây chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái nghĩa ta bà này. Nếu chúng ta mà tu không tìm hiểu nghiên cứu mà không có nghe đó, thì nói qua chữ ta bà thì ta không hiểu là cái nghĩa gì hết, ta không hiểu. Mà thật ra là vậy, hồi xưa mà khi mà tu vài năm mà chưa nghiên cứu, tôi cũng không biết nghĩa ta bà là gì. Cho nên mình rất đồng cảm với một số đồng đạo là chưa hiểu được cái nghĩa này, là bởi vì ta chưa nghe, hoặc giả ta chưa có nghiên cứu. Nhưng khi có nghe rồi, hoặc giả có nghiên cứu rồi, thì ta thấy cái nghĩa ta bà rất là hay. Cũng như ở đây chắc lẽ quý vị cũng có nghe, thấy không? Hai vợ chồng vị này, ông chồng thì tu trước mấy năm, bà vợ mới tu sau đó khoảng chừng 2-3 năm. Thì lúc bây giờ đó là bữa nọ bà vợ cầm trong cái quyển năm Sấm Giảng quyển năm lên đọc. Thì lúc bây giờ bà mới đọc tới câu đó là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Cho nên bà ngừng lại, bà chạy ra trước sân, bà kêu ông chồng, bà hỏi: "Ông ơi, ông ơi, ông vô đây tôi hỏi chuyện này cái." Ông hỏi chuyện gì? Ông bà báo nói là tôi đọc nghĩa là câu giảng mà tới chỗ ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tôi không hiểu cái nghĩa là ta bà là gì.
Cái ông ấy nói đó là tu mấy năm nay gì mà không hiểu nghĩa ta bà là sao à, cái đó là bà nói tôi không hiểu, tôi mới hỏi ông đâu giải trình coi. Ông nói ta là tôi nè, bà là bà đó, tôi với bà nhập lại nó khổ gần chết luôn. Cho nên ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Ông này cũng cắt nghĩa đùi vậy phải không? Cắt nghĩa đùi à, thì thiệt, chồng vợ thì nó cũng phải khổ rồi đó, bị nhân phiền ư thái tử rồi à, thì vậy thì cái là con người mà sống mà có chồng có vợ này kia đó là nó cũng phải có chuyện khổ này kia đó. Cho nên ông giải theo cách nghĩa đùi nó cũng có lý, nhưng mà nó không đúng theo cái danh từ của Phật giáo. Giờ đây chúng ta tìm hiểu qua cái thuật ngữ cái từ này chúng ta thấy như thế này. Thưa quý vị đồng đạo, Đức Phật Thích Ca đó, Ngài lấy một cái thế giới nhỏ, mà trong một cái thế giới nhỏ đó nó gồm có gì? Nó gồm có là bốn châu thiên hạ, thấy không? Bốn châu thiên hạ này nó nằm ở dưới chân núi của Tu Di. Mà núi Tu Di này trong kinh diễn tả là rất là to lớn. Như vậy ở phía đông thì gọi là Đông Thắng Thần Châu, ở phía tây gọi là Tây Ngưu Quá Châu, ở phía bắc gọi là Bắc Cu Lô Châu, ở phía nam gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Vậy thì cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, gọi là cái quả địa cầu, gọi là trái đất mà chúng ta đang sống đây đó, có trên 200 quốc gia đó, thì ở đây gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Mà ngày xưa Đức Phật cũng thường dùng là hay là Nam Diêm Phù Đề. Bởi vì cõi thiên trước ở Ấn Độ là có rất nhiều cây diêm phù, cho nên Đức Phật cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, nó cũng có nghĩa là Nam Thiện Bộ Châu. Vậy thì một thế giới nhỏ quý vị nhớ nha, không phải là trên 200 quốc gia trái đất chúng ta ở, mà gọi là thế nhỏ, thế giới nhỏ của Đức Phật Thích Ca lấy làm sát nhập làm cái cảnh giới ta bà đâu. Ở đây nó chỉ có một phần nhỏ ở trong cái thế giới thôi. Như vậy xin nhắc lại nè, nó có bốn châu thiên hạ, một cái nước Tu Di, một mặt trăng, một mặt trời, và nó gồm cả là dục giới à, dục giới là nó có sáu cõi, cao nhất đó là cõi giới đó là thứ sáu đó, tức là cõi ma tầng ở trong đó đó à. Rồi như vậy thì giờ một cái thế giới nhỏ này nó gồm có như đã giờ nêu đó. Vậy thì Đức Phật lấy là 1.000 cái thế giới nhỏ sát nhập lại thì nó cộng thành là một tiểu thiên thế giới. Thì lên đó nó gồm có một cảnh sơ thiền thiên, tức là lên cõi trời sắc giới rồi, sơ thiền thiên. Rồi 1.000 tiểu thiên thế giới đó mới sát nhập lại là thành một trung thiên thế giới. Nó phải thêm nữa một cái gọi đó là nhị thiền thiên ở trên cõi trời sắc giới. Rồi đó là 1.000 trung thiên thế giới mới sát nhập lại đó thành là tam thiên đại thiên thế giới đó. Thì trong đó là phải lấy thêm một thế giới nữa là tam thiền thiên trên cõi trời sắc giới đó. Vậy thì rõ ràng cộng lại đó là thế giới ta bà này nó gồm có là 1 tỷ cái thế giới nhỏ khác sát nhập lại, gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó. Đó là cảnh giới ta bà. Vậy thì ta tưởng tượng nó lớn bao lớn, trong khi cái trái đất chúng ta đang sống đây mà mình chưa hiểu hết nữa, mà đằng này là Đức Phật lấy là 1 tỷ cái thế giới nhỏ, mà thế giới mình đây chưa tính là thế giới nhỏ đó. Vậy đó thì như vậy cõi ta bà ông ta tưởng bao lớn. Vậy thì cái là thế giới ta bà này Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ à. Bây giờ nói cho nó dễ hiểu hơn, thí dụ ai hỏi ta bà là ở đâu thì chỉ ngay là cái cõi đời chúng ta đang sống đây là cõi giới ta bà, ta không hiểu gì nhiều nữa hết, ta nói đây là cõi giới ta bà. Vậy thì giờ ưu phiền thường sự trốn ta bà, thấy không? Cảnh giới ta bà này có rất nhiều sự đau khổ, vì vậy mà phạn ngữ thì ta gọi là ta bà hay là sa ha sa pha. Còn cái là khi qua Trung Hoa đó, họ đem về Trung Hoa dịch ra đó thì ta bà có nghĩa là gì? Ta bà có nghĩa là kham nhẫn à, kham nhẫn hay là nhẫn độ, tức là độ là quốc độ đó. Mà quốc độ mà con người sống ở đây đó là phải chấp nhận chịu đựng mọi sự đau khổ đó, cho nên mới gọi là kham nhẫn, là chấp nhận chịu đựng à. Thì quốc độ này nó có rất nhiều mà cái sự đau khổ, mà con người sống trong quốc độ này phải nói là khổ. Vậy thì kể từ cả cõi tiên dài xuống cũng đều là khổ hết. Cõi tiên cũng nằm thế giới ta bà luôn, chưa ra khỏi tam giới à. Tiên thì có gì? Có ngũ si ấm hiện ra, thấy không? Rồi thần thì tánh nóng giận cũng khổ, thần Atula đó. Con người thì có 8 điều khổ à. Rồi cái là ở địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh thì chúng ta tự tư duy suy nghĩ trong kinh để lại, chúng ta thấy là ta bà là cõi giới đau khổ. Cho nên Đức Thầy mới nói là thường sự chốn ta bà, cái chuyện khổ này là thường sự chốn ta bà à. Thì thưa quý vị đồng đạo chúng ta, vậy thì giờ chúng ta cần phải hiểu qua cái khổ gì. Mình đã nói cách đại khái cho quý vị đã nắm rất là nhiều, rất nhiều rồi này.
Ở đây chúng ta phân ra nó có ba cái khổ như thế này. Một là hoàn cảnh làm cho mình khổ. Đó, hoàn cảnh gì? Thí dụ như giờ chiến tranh nè, động đất nè, sóng thần nè, nước dưng nè, lửa cháy nè, lục bão nè, đủ thứ hết. Như vậy thì con người ta mà khi chứng kiến hoặc giả là mình gặp nguy hiểm tới tính mạng của cải tài sản mình, khi đối mặt với hoàn cảnh này sợ không? Rất là sợ, rất là đau khổ. Đó, chúng ta xem trên thế giới hay là riêng đất nước Việt Nam chúng ta, nơi nào có động đất, nơi nào có sóng thần, nơi nào có lục bão, nơi nào mà nó làm nguy hiểm tới tính mạng mình rất là lo, mình rất là buồn, rất là sợ, rất là khổ. Đó, cũng như cơn bão số 3 ở miền Bắc chứ rồi, người ta quay lại đoạn clip, anh này anh vừa kể vừa khóc. Đó, như vậy tại cái làng nũ đó là coi như là đất nó lở xuống, nó dập chết hết gia đình của anh, chỉ còn có một mình anh là chạy thoát, anh sống thôi. À, mà sống phải nằm trong bệnh viện, phải bị thương tích. Cho nên khi người ta phỏng vấn thì anh khóc lóc, thì rõ ràng con người mà buồn khổ khi mất người thân, mà cái đó đâu là do cái hoàn cảnh, do thiên tai làm cho khổ. Cho nên vì vậy nhận thức được điều này, triết lý về nhân sinh quan, cho nên nhà thi sĩ Đoàn Dư Phê ông mới làm cái bài thơ là bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần thèo chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại chỉ trong bể thảm thôi. Dầu cho cái là chèo xuôi gió hay là ngược gió hay là giàu nghèo gì cũng suy nghĩ lại điều nằm trong bể khổ hết. Đó là cái hoàn cảnh làm ta khổ, thấy không? Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là cái thân này làm ta khổ. Cái thân này là sanh, lão, bệnh, tử. Ta tự tư duy suy nghĩ lại coi từ khi trong bào thai của người mẹ mình, thấy không? Đức Thầy đã diễn tả một cách chúng ta thấy cảm thấy là thê thảm vô cùng, thấy không? Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Ở thế gian này khi mà mình giam cầm trong thời gian để mà điều tra đó nha, thì nghĩa là mặc dù tâm tối thiệt nhưng mà xung quanh nó chật hẹp gì nó cũng phải từ một mét vuông, thấy không? Hoặc giả nó rộng hơn nữa. Còn đằng này ở trong bụng mẹ rồi, chúng ta thấy là lúc đó là ta thấy cảm thấy là chung quanh là bao bọc hết rồi. Đức Thầy đã diễn tả chung quanh bao bọc rồi. Mà mẹ mà mát lạnh quá thì trong cơ thể chúng ta cũng cảm thấy lạnh khó chịu. Mẹ ăn đồ nóng trong cơ thể chúng ta nóng khó chịu. Nói chung là rất là khó chịu trong thời gian 9 tháng 10 ngày, mà đến ngày khi mà mẹ sanh ra phải chung ra cửa sản môn Ngô Quế. Đức Thầy diễn tả chỗ này rõ ràng như là hai cái viên đá mà ép mình đau nhất. Thành ra như vậy mà sanh ra là khóc lóc. Cho nên cái đó là cái khổ về sanh, nhưng mà cái này nó đã trải qua, nó thuộc về quá khứ. Cho nên nhiều khi ta không chứng kiến, ta không thấy, cho nên ta không thấy gì khổ, nhưng mà chúng ta tự động não tư duy lại ta thấy khổ, thấy không? Rồi tới già khổ. Hiện giờ nè, tôi cùng quý vị hoặc giả bất cứ những người già nào khác, thì già là nó phải khổ hơn trẻ rồi, thấy không? Đi đứng ăn uống, mọi sự sinh hoạt hoạt động của mình nó đều bị hạn chế hơn lúc còn trẻ. Cho nên cái này ta thấy cái nỗi khổ rồi, nhưng nó cũng chưa bằng cái khổ về đau, thấy không? Cái khổ về đau, bệnh, bất cứ cái bệnh nào chúng ta cũng thấy khó chịu hết, thấy không? Nhức gần nó nhức quá chịu không nổi, nó phải chi nó đau bụng nó đỡ hơn chút. Vậy quay quá đau bụng nó chịu không nổi, nó phải chi nhức đầu nó đỡ hơn chút. Rồi nhức đầu nó cũng chịu không nổi, phải chi nó nhức mình, nhức mẩy hoặc giả đau gì, cuối cùng không có đau gì mà chịu nổi, không có đau gì chịu nổi. Đó, thì thưa tất cả vị đồng đạo kính mến, cho nên cái đau rồi dẫn tới cái chết, chết tức là cái chết khổ. Cái chết khổ là có việc có nghĩa là gì? Trong thời gian trước khi chết đó là có những người phải đau quằn quại trên giường bệnh, thấy không? Chúng ta xem trên mạng hoặc giả chúng ta chứng kiến ở làng xóm mình hoặc giả người thân của mình, không người nào mà nói là chết mà khỏe, chết mà sung sướng, chết là toàn là khổ đau hết. Cho nên vì vậy đó, cái cơn đau nó dằn dặt, nó hành hạ, có người phải kéo dài cả năm trời, dài năm trời, hoặc giả có người một vài tháng, vân 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 vân. Nói chung như vậy thì trong lúc đó mà phải nhớ là đau không đâu, mà cái này thì mình biết sắp tết, sắp tới cái ngày chết, biết sắp nghĩa là chết không thể nào sống lại ở trên thế gian này được. Cho nên chính vì vậy đó, lúc đó con người ta rất là lo sợ. Từ cái chỗ lo sợ thầy cho biết đó, gần hấp hối, tinh thần sao sát, chí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Thầy diễn tả là kinh sợ vô cùng, thì ta hiểu cái chỗ kinh sợ đó rồi ta. Rồi mà lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Quý vị mà có thường đi hộ niệm cho người chết đó, chúng ta thấy rõ ràng họ kinh sợ vô cùng, sợ lắm. Sợ thân này chết không biết về đâu, sợ bỏ của cải vật chất, vợ con chồng con người thân của mình ở lại thế gian này. Cho nên bao nhiêu cái quân tập, bao nhiêu cái tập quán,
cái nghiệp mà chúng ta đã gieo lúc bây giờ đó là nó điều hiện ra trước mặt chúng ta, làm chúng ta sợ khủng khiếp lắm. Thành ra vì vậy đó là cái khổ về sanh lão bệnh tử gì đó. Như vậy thì sanh lão bệnh tử này là nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới là cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái tâm thức của chúng ta làm cho tâm chúng ta khổ đó. Mặc dù nói là cái tâm khổ chứ thật sự ra là do thân, do hoàn cảnh ở bên ngoài nó tác động vào cái tâm của mình. Chứ nếu không có thân, không có hoàn cảnh mà nó tác động đó thì tâm mình không lấy gì khổ đó. Cho nên ở đây nó do bị tác động thì tâm là thụ động, mà thân này và hoàn cảnh bên ngoài nó làm cho tâm chúng ta bị khổ. Nó là chủ động cho nên tâm chúng ta bị khổ. Mà tâm khổ là gì? Là mưu cầu bất đắc, thấy không? Rồi ái biệt ly, rồi quan tán hội, rồi ưu sầu lo ngại. Nó cũng có bốn cái khổ của tâm chúng ta, thấy không? Như vậy thưa quý vị, trên thế gian này nếu chúng ta nhu cầu điều gì mà không đáp ứng được cái nhu cầu đó, trong lòng chúng ta cảm thấy buồn bực vô cùng, bức rứt vô cùng, thấy không? Nào vợ đẹp hầu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng? Rồi đoạn thứ 6, biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột thầm chua xót. Như vậy chúng ta thử suy nghĩ, ngồi đây mình suy nghĩ coi, gia đình của mình, có người thân của mình, có người nào đã vĩnh viễn ra đi chưa? Thấy không? Nếu người đó đã có vĩnh viễn ra đi, nhất là người đó là mình thương nhất, đó là chồng mình, đó là vợ mình, đó là cha mình, đó là mẹ mình, đó là con của mình. Thì thưa quý vị, nếu có những người thân của mình mà vĩnh viễn ra đi rồi, người ở lại thế gian này cũng rất khổ, mà kể cả cái vong linh của người chết cũng rất là khổ. Khổ dữ lắm khổ. Mình chứng kiến cái cảnh khổ đó là nói chung giữa người chết và cái người sống rất là khổ. Đó. Thì thưa quý vị, cho nên từ cái khổ đó người ta mới khóc lóc. Sanh ly á, có ngày còn gặp lại, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 2, 30 năm gì đó, có ngày gặp lại. Còn tử biệt rồi là kể như là vĩnh viễn ra đi, không bao giờ gặp lại, không bao giờ gặp lại. Cho nên vì vậy khi người ta nghĩ tới đó, người ta khóc vô cùng. Có cái cô này có cái cô này đó, thì cổ đó còn trẻ, cổ cũng đẹp lắm, nhưng mà khi là ông chồng đó thình lình ông qua đời chết. Chết như vậy quý vị biết đó ha, ông khóc, bà khóc, khóc thảm thiết lắm. Bà ôm cái xác bà khóc, bà ôm cái xác khóc, vừa tắt thở bà ôm cái xác bà khóc. Khóc là lúc bây giờ đó người ta mới kéo bà ra. Kéo bà ra thì đó là lây quay tới tẩn liệm vô quan tài. Khi mà đưa vô quan tài đó, nghĩa là không còn thấy mặt nữa, thì cái tâm trạng ai cũng vậy thôi. Đưa vô quan tài không còn thấy mặt nữa, lúc bây giờ đó là bà mới treo vô quan tài, bà nằm giống. Bà nói để tôi chết theo chồng tôi chết theo chồng tôi. Nhưng mà cuối cùng ta đấu chịu, ta bắt bà ra, ta đem bà ra. Rồi đó là ta đưa chồng vô quan tài, rồi đẩy nắp lại, tẩn liệm xong đẩy nắp lại. Rồi bà ôm quan tài, bà đập quan tài, bà khóc, bà nói mình ơi mình, tại sao mình còn trẻ mà mình chết, mình bỏ tôi bơ vơ được kia nọ, rồi mấy đứa con thơ. Bà khóc thấp thảm thiết cái gì. Rồi lấy quay gọi đầu cái là tới đi chôn, thấy không? Di quan đi chôn. Lúc mà chuẩn bị hạ nguyệt đó, ha, ta để trực mộ rồi đó, thì lúc bây giờ bà nhảy xuống mà nằm dưới trước. Bà nói để tôi chết theo chồng tôi chết theo chồng tôi. Rồi cuối cùng người ta cũng kéo bà lên, kéo lên bắt đầu người ta hạ qua xuống rồi ta lấp đất lại. Thì lúc đó bà nằm ở đó, bà dãy tử được kia đủ thứ cho, nhưng mà 3 tháng sau có chồng khác. Bữa hổm tình cờ trong cái chỗ mà đám đông đi đám giỗ rồi đó, tôi kể chuyện đó ra, thì bắt đầu cái cô đó cổ lại, cô nói chuyện đó của tao đó mày ơi. Tôi hết hồn, tôi nói ủa, hồi đó giờ nghe kể mà không ngờ chuyện này của cô á, mà cô này cổ tánh cô tốt lắm, cổ cũng ngay thẳng chân thật lắm. Cổ nói chuyện đó của tao đó, thiệt hồi đó chồng tôi chết tao khổ lắm, khổ mày ơi. Cô kể nãy giờ cô có giận không? Giận cái gì, chuyện đó có thiệt mà giận gì đó, nó khổ vậy đó. Cho nên thưa quý vị, rõ ràng con người ta khi sống mà thương nhau mà hãy chết rồi vĩnh viễn xa lìa là ai cũng khổ đó. Rồi tới nghĩa là quan tán hội khổ, có nghĩa là thương nhau và ghét nhau là khổ, thấy không? Mấy cái này nó có xảy ra, nhất là chồng là vợ là người thân của mình, người đó là mình tin cậy, người đó là mình thương đó, người đó là vừa ý đó, mà tự nhiên người ta phản bội mình ha, ta phụ bạc mình như vậy thì rõ ràng là ta đâm ra ta ghét. Hồi đó là thương bao nhiêu thì bây giờ lại ghét bao nhiêu, thương bao nhiêu là ghét nhiều. Mà thấy ghét rồi gặp mặt với nhau là cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho nên cứ gặp nhau mắt tựa kim châm, làm cho đời đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi mãi. Rồi tới thứ 8 nữa là ưu sầu lo ngại, phải không? Thì cái này thì thầy diễn tả đó là nghèo cũng khổ. Nghèo khổ là gì? Khổ nghĩa là thiếu nợ, thiếu nần, làm ăn túng thiếu hụt hạt. Rồi so với bạn bè kia nọ mình xấu hổ, mất cỡ, tự ti, mặc cảm với đời, với xã hội.
Cho nên vì vậy mà ta cảm thấy là ta khổ. Mà giàu thì khổ gì? Giàu khổ nghĩa là muốn cho mình giàu thêm, hoặc giả là sợ trộm cướp gình mò, thấy không? Rồi sợ ta thiếu tiền không trả, rồi sợ ta giật hụi gì càng được kia nọ. Cho nên nói chung là giàu nghèo đều có cái khổ như nhau hết. À, như vậy thì cuối cùng Đức Thầy mới xác nhận lại là ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Đó, như vậy rõ ràng kết thúc, giàu nghèo cũng khổ hết. Như vậy thì nói qua chỗ này, thế giới ta bà là thế giới khổ đau. À, ngày xưa thì Đức Phật nói là ta bà này nó có muôn ngàn sự khổ. Quý vị lắng nghe chỗ này nha. Ngày xưa thì Phật nói là thế giới ta bà là có muôn ngàn sự khổ. Hôm nay Đức Thầy cũng diễn dịch lại lời của Đức Phật nói ngày xưa. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Vậy thì nói dầu cho muôn ngàn sự khổ nhưng mà gom lại là có tám điều khổ đó thôi. Ha, tám điều khổ đó là thân có bốn cái khổ, rồi đó là tâm cũng có bốn cái khổ, cho nên là tám điều khổ. Còn hoàn cảnh mình diễn tả nãy giờ ở ngoài đó thì trong kinh Phật diễn tả là hoàn cảnh khổ, nhưng mà hoàn cảnh nó tác động tới thân và tâm của chúng ta. À, cho nên Đức Thầy chỉ nói gọn là tám điều khổ đó thôi. Đó, quý vị phải nhớ chỗ này. Ha. Vậy thì thưa quý vị, câu đầu tiên là Đức Thầy diễn tả cõi giới ta bà là cõi ưu phiền đau khổ mà chúng sanh đã và mang. Như vậy giờ muốn thoát cái khổ này chúng ta phải làm sao? Qua câu thứ hai, Đức Thầy dạy ta là đã, Phật cảnh mau về ắt lanh xà. À, như vậy thì Phật cảnh là gì? À, rồi tại sao chúng ta phải về Phật cảnh? À, là bởi vì thế giới ta bà là khổ quá, mà giờ Phật cảnh là cảnh vui. Cho nên vì vậy mà ta đọc lại trong chánh văn Thầy, Thầy diễn tả tám điều khổ rồi, qua đó Đức Thầy luận về tám điều vui. Cho nên Phật cảnh ở đây đó, quý vị cũng lưu ý chỗ này nha. Phật cảnh ở đây đó là, một là chỉ cho cảnh giới cực lạc, hai là chỉ cho cõi niết bàn, thấy không? Trong sám giảng thi văn giáo lý thì ta đọc tới đọc lui thì Thầy cũng diễn tả cảnh cực lạc là nhiều nhất. Rồi cõi niết bàn thì Đức Thầy cũng diễn tả trong có vài cái đoạn văn đó. Ví dụ như là cảnh niết bàn là nơi cứu cánh về chốn đi xa lánh hồng trần, hay là niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Vậy thì thưa quý vị, nhưng mà trước đó Đức Thầy đã dạy chúng ta nè, cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ngảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương. Mới tới là niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Rõ ràng như vậy Đức Thầy thừa vừa là diễn tả cái cõi Phật là cõi của Đức Phật A Di Đà, rồi cái là cõi niết bàn là cõi hư vô tịch tịnh để dành cho người tu thiền. Còn người nào muốn về cõi Phật của Đức Phật A Di Đà, đó là dành cho những người tu tịnh. À, vậy thì giờ đây là Phật cảnh là theo trong giáo lý Thầy thì có hai cái cõi đó, một là cõi cực lạc, hai là cõi niết bàn, thấy không? Ta hiểu là như vậy. Rồi Phật cảnh mau về, chứ mau là Thầy hối thúc gấp rút ha, để về đó đi. Đó, về đó là chi? Bây giờ về cực lạc thảnh thơi ăn dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu. À, ắt lánh xa là xa gì? Là xa với cõi giới ta bà khổ đau như mà nãy giờ chúng ta đã bàn. Bởi vì sống ở đây là khổ rồi, mà về cực lạc là vui, để bù đắp được cái khổ mà trong quá trình chúng ta phải tu tập. Vậy thì giờ muốn về cõi cực lạc đó, muốn về cõi Phật đó, thì ta phải làm sao? Chắc chắn là chúng ta phải tu. Chứ không phải như không mà ta ở đây rồi ta lăn lóc ta chơi bời ăn chơi giác tán, rồi Phật cũng thấy thương quá, ông bồng mình về cực lạc không có đâu. Thấy không? Trên thế gian này cái gì cũng vậy, muốn đổi được cái sự giàu sang sung sướng thì ta phải cực khổ để ta làm. À, như vậy thì giờ muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn là chúng ta phải có tu tập. À, nhưng mà quý vị nhớ, ta tu tập ở đây á, ta phải có định hướng vào cái mục đích. Thấy không? Định hướng là con đường chúng ta đã chọn, mục đích là cái điểm mà đến của chúng ta. Chứ bây giờ ở đây mình nói vậy là tại sao? Tại vì khi mà đồng đạo mình tu đó, hỏi lại cho đồng đạo giờ tu cái mục đích của đồng đạo mình đi tới đâu. Có người trả lời thì tu tu hoài với ăn chay niệm Phật cúng lại đó, tới đâu tới. Là rõ ràng là mình không có mục đích, không có mục đích để đến, thấy không? Rồi có người nói thôi giờ ai về cổ Phật về đi, tôi đầu thai lại làm người được rồi, thấy không? Đó, cho nên ra ta không có mục đích nữa. À, mục đích của mình là đầu thai lại làm người, phải không anh Hùng? Đó, mục đích là đầu thai lại làm người thôi, thấy không? Rồi đó là có người đó thì nói giờ ai về cực lạc về đi, tôi về Hội Long Hoa được rồi, phải không? Cho nên mình, cái mục đích của mình, cái chí hướng của mình, cái nguyện của mình, cái sở thích của mình là muốn đầu thai lại làm người. À, rồi hoặc giả là cái sở nguyện của mình là muốn về Hội Long Hoa. Như vậy thì cũng đồng thời tu như bao nhiêu khác. Mình cũng ăn chay, mình cũng túng lại, cũng đi làm từ thiện,
cũng giữ giới, cũng niệm Phật. Nhưng mà cái mục đích đến chúng ta là hội long qua đời thượng quân, hoặc giả đầu thai làm người hay về cõi tiên hợp phước, thì như vậy thì chắc chắn là không thể nào về cực lạc được, chắc chắn. Cho nên vì vậy đây muốn nói rằng đó là ta phải có định hướng. Định hướng là con đường chúng ta đã chọn, là pháp môn chúng ta tu, và cái mục đích là cái điểm đến của chúng ta, cái điểm cuối cùng đó là cảnh giới cực lạc. Cho nên vì vậy đức thầy chúng ta luôn luôn ao ước và mong muốn rằng tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hay là kể cả nhân sanh, làm sao phải được giảng sanh về cõi Tây Phương cực lạc để giải thoát viên mãn. Bởi vì ngài đã cho biết là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn, rõ ràng thấy không? Hoặc giả là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, mình nghĩ trước sau đi, về cực lạc mới là hết khổ, phải không đồng? Chứ để thôi đó là muốn đầu thai làm người nó là khổ nữa. Mặc dù chồng vợ sống vui vẻ hạnh phúc đó, chứ cũng làm thân người khổ nữa. Tâm khổ, thân khổ, hoàn cảnh làm cho mình khổ, thấy không? Đó, cho nên hoặc giả là nếu mình đồng giảng sanh cực lạc, đồng giải thoát hết rồi, thì lúc bây giờ đó là đức thầy chúng ta mới yên vui nên cảnh giới cực lạc, hay là mới về nên cảnh giới niết bàn. Hoặc giả là chừng đó đức thầy chúng ta mới không còn có bổn phận trách nhiệm sứ mạng để độ đời nữa. Bởi vì ngài luôn luôn ao ước là bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Mà biết chừng nào cái bể trầm luân này khô cạn quý vị? Trầm luân là luân hồi, mà sáu đàn là sáu con đường sanh tử, phải không? Con đường luân hồi, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Đó là có khi thì đầu thai làm người, có khi được về cõi tiên, có khi được về cõi thần, rồi có khi là rớt xuống địa ngạ quỷ, địa ngục súc sanh. Cho nên cứ vì vậy mà luân chuyển hoài. Cho nên đức thầy đại nguyện đó là muốn làm sao cho tất cả chúng sanh đều được đồng giải thoát hết, thì chừng đó nghĩa là đức thầy mới trở về nơi yên tịnh. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì giờ Phật cảnh mau về Atlanta trở lại. Muốn về cõi Phật ta phải làm sao? Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Có nghĩa là ta phải lập thân cõi trần, ta phải đổi lại cái công cực khổ mới được. Ta phải đổi lại công cực khổ mới được, thì như vậy thì nghĩa là ta mới được về cõi Phật. Như vậy giờ muốn về cõi Phật là ở đây mình bàn là cái chỗ cõi cực lạc. Còn niết bàn đó là, còn cõi niết bàn đó là chỉ cho những người mà tu thiền, chuyên về tu thiền, thì cái này nó khó lắm. Mà chúng ta bàn về cái người niệm Phật á thì nó dễ hơn. Bởi vì thời kỳ hạ quân mạt pháp này căn cơ chúng sanh hạ liệt, tức là thấp kém. Cho nên vì vậy mà tu thiền là để dành cho cái bậc thượng thừa, cái bậc đại thừa. Còn mình ở đây căn cơ thấp kém, cho nên mình không thể kham nổi được cái phần tu thiền. Thì giờ đây nghĩa là chúng ta phải tu tịnh độ. Mà tịnh độ là niệm Phật để ta cầu giảng sanh. Bởi vì nghĩa là cái người niệm Phật nó vừa tự lực và vừa tha lực. Còn tu thiền là đặc biệt là tự lực thôi. Tự mình làm tội, tự mình làm quấy ác, mình xấu, thì tự mình sửa sang những thói hư tật xấu, để tâm mình được thanh tịnh, phát khai trí huệ, rồi đắc đạo giải thoát trong hiện tại và sau này về cõi nước bàn. Còn ngược lại tu tịnh độ là tự lực. Tự lực là tự mình niệm Phật, tự mình tu, rồi sau đó mình mới nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà rước mình về cõi cực lạc. Từ bi quay lực nhiễm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ngày. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Vậy thì thưa quý vị, giờ đây chúng ta bàn trở lại đó là muốn về cực lạc ha. Ở đây quý vị cũng lưu ý chỗ này ha, nhiều khi có đặt ra câu hỏi. Muốn về cực lạc là chắc chắn là cái chánh hạnh là ta phải niệm Phật. Ta phải niệm Phật. Mà trong cái niệm Phật này đó, nó cần phải là liên thông với nhau, là phải có tính có nguyện đó mới được. Tính nguyện hạnh đó là tam tư lương, đó là ba món cơ bản của người tu về tịnh độ. Tịnh độ là lấy tính nguyện hạnh làm tâm, thấy không? Còn thiền của Đức Lục Tổ Huệ Năng đó là lấy vô niệm, vô tướng, vô trụ làm tâm. Như vậy làm tâm nó là căn bản, ta không thể nào rời ba cái món này được, là tính nguyện hạnh, phải có tính nguyện hạnh. Tính là ta phải có niềm tin, thấy không? Tin là Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cõi cực lạc có sự thật. Tin vào chỗ Đức Phật A Di Đà là ngài giáo chủ cõi Tây Phương cực lạc có thật. Tin là cõi Tây Phương cực lạc là cái cõi vui sướng là có sự thật. Tin cái chỗ nhân chúng ta tu niệm Phật thì ta sẽ được cái kết quả là ta giảng sanh cực lạc. Bởi vì thầy đã khẳng định là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đó là cái nhân tu và cái quả chứng chúng ta. Cho nên trước hết là ta phải có niềm tin nữa được. Nhưng mà tin không chưa đủ, ta cần phải nguyện nó gì? Ta cần phải nguyện đó. Bởi vì cái là pháp môn tịnh độ là phải lấy tính nguyện, thấy không? Tính nguyện làm cơ bản, ta cần phải nguyện đó. Nguyện là ta tha thiết ao ước mong mỏi muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà.
Còn nếu như nãy giờ mình niệm Phật, mình làm lành, mà cái nguyện của mình là muốn dự hội long qua, muốn đầu thai làm người, muốn về cõi tiên được hưởng phước, thì cái nguyện đó nó sẽ đưa chúng ta đến cái mục đích đó. Còn ở đây, cái người tu tịnh độ là cái nguyện, là mục đích đến của chúng ta, đó là cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ta cần phải có nguyện. Thành ra cổ nhân mới nói câu đó, dầu cho một ngày mà cái người đó nghe tu tịnh độ nghe, một ngày mà mình niệm tới nghĩa là 100.000 tiếng Phật, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 100.000 tiếng Phật mà niệm tới nghĩa là khô cổ họng, mà không phát nguyện cũng không thể nào dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc được. À, cũng có phước vậy, cũng có gieo duyên với Đức Phật A Di Đà vậy, nhưng mà không phát nguyện cầu sanh gì đó thì không thể nào đến cái mục đích mà chúng ta muốn, đó là dẫn sanh Cực Lạc. À, cho nên vì vậy cái nguyện nó rất là cơ bản, rất là cần thiết. Rồi cái là nguyện xong rồi, nhưng mà ta cần phải có cái hạnh. Ta không có hạnh, hạnh là hành, thấy không? Cái chánh hạnh là niệm Phật, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. À, nhớ nghe, chánh hạnh là niệm Phật. Mà những cái thứ trợ hạnh cho cái công đức niệm Phật này đó là cái gì? Cái trợ hạnh là gì? Cái trợ hạnh đó là chẳng hạn nè, ta phải sao đoạn trừ 10 điều ác. Bởi vì nhớ là niệm Phật là phải đoạn trừ 10 điều ác. Chứ niệm Nam Mô Phật mà còn sát sanh, à, Nam Mô Phật còn nghĩa là đạo tặc, còn tà dâm lưỡng thiệt kỹ ngôn ác khẩu vọng ngữ tham lam sân nộ mê si, niệm Phật mà còn vướng vào trong những điều ác này thì cái nghiệp chúng ta nó nặng, mà nghiệp nặng thì Phật không thể nào rước được, Phật thế nào không thể nào cứu được. Cho nên vì vậy cái người niệm Phật là phải tránh sát sanh, phải tránh sát sanh. Cái đó là cái thứ nhất, là cái cơ bản. Bởi vì tất cả các loài sinh vật nó đều có tánh Phật giống như mình. Quý vị nhớ là nó đều có Phật tánh giống như mình. Cho nên vì vậy mà trong kinh mới nói là nõn thai thấp quá phi tẩu trùng ngư, giai vị lai chư Phật hoặc quá khứ đa sanh phụ mẫu. Tức là các loài mà sanh ra bằng trứng nè là nõn nè, bằng thai là con người mình, ra là các loài như trâu bò ngựa chó mèo nè, bằng thai nè, thấp là ẩm thấp sanh ra nè, quá là do chỗ quá xanh nè, ví dụ mũi rồi kia nọ đó, à, sâu rồi đó, nó biến qua đó. Như vậy thì ở đây nghĩa là nó đều là có tánh Phật hết. Cho nên cái loài bay trên không, cái loài chạy dưới đất, cái loài chung ở dưới đất, à, loài dưới nước thì cũng đều có tánh Phật giống như nhau hết. Hoặc giả là Đức Phật cho biết đó là quá khứ đó, coi chừng đó là cha mẹ của mình, ông bà của mình, à, hoặc giả là giai vị lai chư Phật, đó là Phật ở kiếp sau, Phật ở tương lai sau này. Bởi vì Phật đã khẳng định ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên vì vậy thì những cái loài sanh vật đó sau này trải qua vô lượng kiếp sau thì có thể nó cũng thành Phật được. Mà bây giờ mình đoản mạng nó để mình ăn, như vậy thì đó là ta đối xử là không bình đẳng. Mà ta đoản mạng các loài sanh vật đó ta ăn thì như vậy thì rõ ràng là ta đã đoạn đi cái tâm từ bi của mình. Bởi vì mục đích của người tu niệm Phật chúng ta đó, tránh 10 điều ác mà ta phải có lòng từ bi nữa. Chư Phật có 4 đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật là để nhớ Phật và gắng sức làm theo 4 đại đức của chư Phật, đặng ngày sau được chứng quả như ngài. Cho nên vì vậy người niệm Phật là phải có từ bi, mà hãy từ bi là không bao giờ sát giết các loài sinh vật để ăn. Vậy thì quý vị ăn chay trường được là kể như là ta tránh được cái nghiệp sát. Còn mình ăn chay tháng 4 ngày cũng được đó, bị thầy giải luôn quy tắc nữa. Nhưng mà có một điều đó là còn 26 ngày kia ta phạm tội sát sanh, ta tạo nghiệp, ta cộng nghiệp, thì nói chung là cái nghiệp nó nặng quá thì Phật không thể nào rước ta được. Quý vị nhớ, vì thầy nói là ước trăm họ nhẹ mình có cánh. Cái nhẹ mình là mình hiểu đó, nhẹ mình là mình không phạm trong 10 điều ác, nó mới gọi là nhẹ mình. Còn mình tạo điều ác đó là mình nặng rồi, nghiệp mình nặng rồi đó, thì không thể nào mà Phật rước mình được đâu. Cho nên vì vậy ở đây là cái người niệm Phật là phải đoạn trừ trong 10 điều ác này, quý vị nhớ đó. Cần tu thập thiện thì sự niệm mới được hiệu quả đó. Vậy thì cái chánh hạnh là nhớ nghe là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chí nguyện để cầu giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn cái trợ hạnh đó là chúng ta phải đoạn trừ 10 điều ác à, mà 10 điều ác mà đoạn trừ rồi tự nhiên 10 điều hành, 10 điều lành nó hiện ra. Không sát sanh thì ta được phóng sanh, tâm mình phóng sanh, hoặc giả phóng sanh các loài sanh vật, thấy không? Hoặc giả là ta ăn chay là ta đã phóng sanh rồi à, mình khỏi có mua cá thì thả, mà chính ta ăn chay là ta đã phóng sanh rồi. Một ngày mình ăn mặn là mình ăn một cân cá, nửa cân cá, hoặc giả một con cá gì, thí dụ vậy trong gia đình của mình. Mà ngày này qua ngày kia qua nọ, quý vị mà ăn mặn một năm trời như vậy đó là bằng nghĩa là mình đi mua một số cá mình phóng sanh rồi à, như vậy thì giờ nghĩa là hằng ngày chúng ta ăn chay là ta đã phóng sanh rồi đó. Đó rồi tâm mình phóng sanh rồi đó, rồi nghĩa là không đạo tặc là mình làm việc nghĩa giết đời, thì đó là ta làm được hạnh lành. Không tà dâm là ta giữ được thịnh hạnh tốt à, đó là ta làm được việc lành. Không nói lời lưỡng thiệt, tức là đâm thập cho người ta gây,
mà mình đem những cái lời đoàn kết ôn hòa tốt đẹp để hàn gắn giữa người này kia thì đó là ta đã nói điều lành. Phải không? Không nghĩ ngôn là mình nói những lời cam ngôn miễn từ, thương xót những người thấp kém dưới mình, đó là ta đã nói được điều lành. Phải không? Rồi nghĩa là ta không ác khẩu mà ta nói những lời dịu dàng trong sạch, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoạn chánh thiền từ, đó là ta nói được lời lành. Rồi ta không giọng ngữ là nói được những lời chân thật, đó là ta nói được lời lành. Rồi ta không tham lam là bởi vì ta thấy được cuộc đời này là vô thường giả tạm, rồi ta đem của cải vật chất sẵn có của mình để bố thí giúp đời thì ta đã diệt được lòng tham của mình. Không nóng giận là ta phan dung nhẫn nhịn, rồi ta nghĩa là không mê si là ta giác ngộ. Cho nên vì vậy cái người niệm Phật là phải hành được nghĩa là trong 10 điều lành này để đoạn trừ 10 cái điều ác đó. Đó là cái trợ hạnh của người niệm Phật, quý vị nhớ vậy. Ta ngoài ra chúng ta còn đi làm công tác từ thiện bố thí để giúp đời, bởi vì cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện đức tánh cao cả, thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho chúng sanh. Như vậy thì rõ ràng là bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật thì ta cũng phải lập thân cõi trần đó. Muốn về cõi Phật thì cái này phải lập thân cõi trần đó, lập thân giúp thế nên công quả muôn kiếp danh hiền, sách dẫn biền. Vậy thì nghĩa là ngoài vấn đề làm phước bố thí ra còn phải báo hiếu cha mẹ mình, còn phải ăn chay, còn phải cúng lại, còn phải giữ giới, tất cả các hạnh lành đó để dung bồi cho chánh hạnh niệm Phật chúng ta. Mấy cái này quý vị cần phải lưu ý nha. Đó, vậy thì giờ cơ bản là ta niệm Phật phải có tính nguyện hạnh, còn những thứ trợ hạnh là tất cả các hạnh lành để dung bồi cho công đức niệm Phật, để đảm bảo trong một đời kiếp này chúng ta tu để mãn kiếp hồng trần sanh lộc quốc hưởng công niệm Phật căn lành. Mà muốn được về đó thì tính nguyện hành đầy đủ, như thầy đã khẳng định là cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Thưa quý vị đồng đạo kinh doanh, vậy thì giờ đó là Phật cảnh mau về ắt lánh xa, gấp rút mau về là trong một đời kiếp này cố gắng nhớ tu trong một kiếp này, một đời này, rồi khi bỏ xác ở thế gian này nhưng mà linh hồn chúng ta được về cõi Phật, đó là Phật cảnh. Bởi vì thần thức nhập thai sang tinh não nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành bất di dịch, khỏi gì khổ lão, đó là ta đã tránh xa được cái sanh lão bệnh tử rồi, thấy không? Rồi bây giờ qua câu thứ ba, tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, bây giờ tỉnh ngộ là gì? Chữ tỉnh là thức tỉnh, là sáng suốt, là biết rõ ràng tất cả sự thật đó. Cái việc đó là tà hay là chánh, đúng hay là sai, phải hay là quấy, trơn hay là ngụy, thì cái người mà thức tỉnh đó là ta phải biết được cái điều đó. Cho nên cái tu ở đây ta nhớ nha, tu phải biết mới được, còn mà ta tu là tu không biết là tu mê. Mê là ta sẽ bị lầm đường lạc lối, ta sẽ đi lệch hướng, chệch hướng, ta rơi vào trong chỗ tà kiến, rơi vào chỗ mê tín dị đoan. Cho nên vì vậy cái người tỉnh đó là người biết, biết một cách sáng suốt, biết cách rõ ràng, biết đúng sai. Rồi bây giờ chữ ngộ là gì? Chữ ngộ là giác ngộ, đọc cho đủ là giác ngộ. Vậy thì tỉnh ngộ là biết giác ngộ, mà biết giác ngộ là con người sáng suốt để thấy rõ được sự việc cuộc đời này. Nếu nói thế gian thì đó là thế gian vô thường giả tạm. Còn nói gì khi đã tu rồi đó thì biết cái chuyện đó là tà hay là chánh, chơn hay là ngụy, đúng hay là sai. Vậy thì ta biết được rồi thì sao? Tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Từ đây là kể từ cái mốc thời gian mà thầy chúng ta viết trong cái bài này. Vậy thì cái mốc thời gian đó là thầy viết trong cái bài này, đó là như đã nói là ngày 29 tháng 4 năm Canh Thìn 1940 đó. Vậy thì giờ từ đây người gặp chủ. Người là chỉ cho người này người kia, chứ người là ám chỉ cho con người, chứ mình không thể bàn là chúng sanh được. Chúng sanh là nó bao gồm các loài sinh vật, mà người là chỉ cho con người. Cho nên người gặp chủ ở đây, thưa quý vị, người gặp chủ ở đây ta bàn nào, nếu nói riêng là ông Hương Bộ Thạnh, mà nếu nói chung đó là tất cả tín đồ. Người nào đã giác ngộ, tin tưởng và quy theo thầy thì đó là nói chung. Cho nên vì vậy thì ở đây chúng ta sẽ bàn chút xíu về cái chỗ tại sao nói riêng là ông Phục Thạnh, ông Hương Bộ Thạnh. Thưa quý vị, tại vì trong cái bài này đức thầy có đề cập tới ông Hương Bộ Thạnh, phải không? Ông Hương Bộ Thạnh là ông sinh vào năm 1897 và ông chết vào ngày mùng 6 tháng 12 năm 1954 ở tại Cải Dầu đây. Quý vị ở Cải Dầu đây có thể là ở gần cái mộ ông ta biết đó. Đó là ở tại Cải Dầu đây. Như vậy ông thọ được 58 tuổi. Thưa quý vị, ông có bà vợ là bà Lưu Kim Chiến. Bà này đã quy y với đức thầy là trước khi mà đức thầy xuống nhà của ông Hương Bộ Thạnh đó. Đó. Mà ông Hương Bộ Thạnh đó tại sao gọi là Hương Bộ Thạnh? Tên thật của ông đó là Võ Mậu Thạnh, mà kêu bằng Hương Bộ Thạnh là ta nói tắt là cái tên thường gọi, là bởi vì ông làm hương chức hội tề. Trong 12 hương chức hội tề ngày xưa cái thời Pháp thuộc đó,
mà cái chức vụ của ông đó là hương bộ, là câu gì sổ sách trong cái thời pháp thuộc, câu gì sổ sách, cho nên vì vậy gọi là hương bộ thành. Thì thưa quý vị, ở đây trong 11 khổ thơ này, Đức Thầy có đề cập tới ông hương bộ thành như thế này. Cho nên ý cũng nói rằng đó là tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, tức là nói riêng là phiên ngay ông hương bộ thành, mà nói chung là cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ chúng ta hiểu thế này nè, trong cái đoạn thơ thầy cho biết đó là vỏ vỏ đêm thanh nứt giọng vàng, kiển cây sum mậu đượm mùi nhang, phù dung rã gánh thân yên nhã, thành thới gia chung gặp chữ nhàn. Câu này ta hiểu thế nào? Bây giờ vỏ vỏ tức là vỏ là cái họ của ông hương bộ thành, tức là vỏ vỏ đêm thanh nứt giọng vàng, tức là đêm đêm đức thầy tha thiết nứt giọng vàng, là cái lời nói của thầy là điều gọi là giọng vàng hết, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, lời nói của thầy là giọng vàng hết, cho nên nứt giọng vàng là cái sự tha thiết ao ước mong mỏi kêu ông hương thành mà nói vậy. Rồi giờ kiển cây sương mậu đượm mùi nhang, đức thầy dùng theo cái lối nghệ thuật văn chương, lấy cái cây cảnh mà diễn tả để ám chỉ cho ông hương bộ thành, chuyển ý là chuyển cho ông hương thành, đó là kiển cây sum mậu là cái chữ lót của cái họ, cái tên của ông hương bộ thành, đó chữ mậu, vỏ mậu, vỏ mậu thành. Đó, đượm mùi nhang, đượm mùi nhang tức là hướng về con đường đạo, thấy không? Nhang hương là chỉ cho người có tín ngưỡng về tâm linh, mà có tín ngưỡng về tâm linh là có tin tưởng trời Phật, rồi hướng về con đường đạo. Cho nên cái là kiển cây sum mậu là ám chỉ cho ông hương bộ thành, ông cũng là gia đình khá giả, sống trong vọng tộc quý phái, bây giờ ông có uy danh trong thời đó, cho nên giống như cây kiển mà nó xum xê vậy đó, mà nghĩa là ghép cái tên mậu tức là cái chỉ lót vào trong đó. Rồi đượm mùi nhang là đức thầy luôn ao ước, hai câu này thầy luôn ao ước cho ông hương bộ thành hướng về con đường đạo đức để tu hành. Mà nếu để hướng về con đường đạo đức tu hành thì sao? Thì phù dung gã gánh thân nhiên nhã, thấy không? Phù dung đây cũng là cái loại hoa kiển, phù dung là cái loại hoa đẹp nhưng mà sáng nở tối tàn. Cho nên vì vậy trong nghệ thuật văn chương người ta dùng cái hoa phù dung là ám chỉ cho sắc đẹp của người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ giàu có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, rồi đến già thì nghĩa là luôn luôn thì coi như sắc đẹp đóng phai tàn. Cho nên Đức Thầy đã khẳng định cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Cho nên phù dung là chỉ cho sắc đẹp, mà sắc đẹp ở đây là muốn ám chỉ cho những người phụ nữ mà mua son bán phấn. Cho nên ở đây nó nằm một ở trong tứ độ tường, đó là uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Cái chỗ chơi bàn điếm là chỉ cho những người phụ nữ trong thời đó mà mua hoa, mua son bán phấn, để đem cái thân này, thân đẹp này, lợi dụng cái thân đẹp này để bán cho những khách làng chơi, người ta mua vui. Cho nên vì vậy Đức Thầy nói ở đây để chuyển ngữ và chuyển ý lại là muốn ám chỉ cho ông hương bộ thành là cái người một ở trong bốn cái món đó là ghiền á phiện. Ông hương thành là lúc đó ông ghiền á phiện, mà nếu mà phù dung gã gánh rồi đó, gã gánh là bỏ rồi đó, không còn dướng cho nó nữa, thì cái thân này yên nhã. Thì quý vị nói qua á phiện ta biết rồi, bị á phiện mà khi con người mà ghiền nó rồi đó thì làm sao? Nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe và nó kích thích hệ thống thần kinh, mà thậm chí giờ ta gọi là nó là ma túy tổng hợp. Thì á phiện nó là một trong cái loại ma túy tổng hợp, mà con người dướng vào nó rồi đó là cái thân không bao giờ được yên, gọi là thân tàn ma dại. Mà ông hương bộ thành lúc đó là ông đã ghiền á phiện, thấy không? Rồi nghĩa là thạnh thới gia chung gặp chữ nhàn, thạnh thới nếu mà ông bỏ được rồi, ông bỏ được á phiện rồi, thì thạnh thới là gia đình của ông, muốn nói là gia đình ông sum hợp vui dày hạnh phúc thì gặp được mọi sự yên ổn hết đó, cho nên bình an hạnh phúc. Chứ bây giờ trong gia đình mà nếu có một người mà dướng vào trong một món, một trong bốn món tứ đô tường thôi, một trong bốn món thôi là gia đình nó mất hạnh phúc. Tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát, mà dướng vô nghĩa là ma túy, rồi dướng vô uống rượu mạnh, rồi dướng vô cờ bạc, thì nói chung là gia đình đều tan nát, nó mất hạnh phúc. Mà hôm nay Đức Thầy phiên ông nếu mà quay trở về con đường đạo thì sao? Thì thạnh thới gia chung gặp chữ nhàn, tức là gia chung là cái gia đạo, gia đình của ông luôn luôn gặp được hạnh phúc vui vẻ. Đó. Vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nhắc thêm chút chỗ này. Bản thân của ông hương bảo thạnh trước khi Đức Thầy đến nhà của ông, là ông đã ghiền ma túy rồi, ông đã ghiền á phiện rồi, ông hút á phiện rồi. Đó. Nhưng mà khi mà được đồng đạo và cô Hay Gương thỉnh Đức Thầy về nhà ông hương bảo thạnh, lúc đó bản thân ông xem Đức Thầy cũng như là cái người coi như là bị người Pháp ăn trí thôi, chứ ông cũng không có tôn trọng là thầy hay là cái bậc chân minh sư gì hết. Chỉ có bà vợ của ông là cái người có quy trước.
Cho nên lúc đó ông cho Đức Thầy ở nhà sau. Nếu mà khách quý là ở nhà trước nhưng mà ông xem là hơi bình thường, thành ra cho Thầy ở nhà sau cũng có cái phòng vậy. Đó thì thưa quý vị, thì lúc mà ở đây đó, bà Hương Bảo Thạnh thì bà thấy là Đức Thầy trị nhiều chứng bệnh nan y đều hết. Cho nên bà ngỏ ý Thầy xin nhờ Đức Thầy trị bệnh cho chồng của bà là ông Hương Bảo Thạnh hết đi cái bệnh ghiền, ghiền ở phiện. Thì Đức Thầy nói giờ bà hỏi ý kiến của ông chồng của bà coi, tức là ông Hương Bảo Thạnh coi ông có chịu hay không. Bị hợp tác với nhau mới được, chứ nếu mà Thầy trị mà ông hợp tác thôi không được. Cho nên nghĩa là bà Quỳnh Kim Xuyến là vợ Hương Bảo Thạnh hỏi ý kiến Hương Bảo Thạnh thì ông Hương Bảo Thạnh không chịu. Ông chịu là cai nghiện. Cho nên lúc đó là Đức Thầy mới cho ông uống nghĩa là giấy vàng nước lạ, kêu ông niệm Phật uống vô. Chỉ cách rất đơn giản thôi đó, nhưng mà ông uống vô rồi đó là nói chung là ông hết được vài ngày. Chứ thường thường là ngày nào cũng phải tới cử là phải hút bá phiện, nhưng mà giờ ông hết được vài ngày. Trong một đêm nọ thì nửa đêm ông nghĩa là lên cái cơn ghiền. Cơn ghiền nghĩa là nó co giật là nó sâu một mép luôn. Ông không kiềm chế được. Cho nên lúc bây giờ đó bà Hương Bảo Thạnh nói thôi giờ ông vô, ông vô ở phía sau đó, vô buồng của Đức Thầy ở. Ông kêu đó là nhờ Đức Thầy chỉ vô ông, bị gì bà phụ nữ không dám vô, cho nên kêu ông Hương Bảo Thạnh vô. Lúc bây giờ đó là khi mà ông chạy vô đó, ông mới dở mồm ra thì ông gặp đó là Đức Thầy nằm đó không phải là cái xác trẻ, mà cái xác của một cụ già râu dài tóc bạc phơ, tướng rất là tốt. Ông quá sợ đi. Bị hằng ngày ông thấy là Đức Thầy là lúc đó mới có 20 hay mấy tuổi thôi, 20 tuổi thôi. Mà bây giờ ngược lại là gặp cái xác của ông già vậy, cho nên ông quá sợ. Thành ra ông bỏ mồm xuống, ông chạy ra ông kêu bả. Ông kêu bả thì nói giờ tôi gặp Đức Thầy là ông già chứ không phải là cái xác trẻ như hổng giờ mình thấy nữa. Cho nên nhớ là bà Hương Thạnh mới bước theo, thấy lạ quá bước theo vô coi. Thì nghĩa là ông mới dở mồm lên thì bà Hương Bảo Thạnh cũng ở ngoài dòm vô. Thì lúc bây giờ nhìn thấy là Đức Thầy là cái xác trẻ chứ không phải xác già. Mà chính mắt ông Hương Bảo Thạnh đã thấy. Thì thưa quý vị, ở đây có thể ta hiểu là Đức Thầy dùng thần thông biến hóa để cảm hóa ông Hương Bảo Thạnh. Đối với người mà cương ngạnh, đối với người cứng rắn, kiên trì, không có lòng tín ngưỡng thì có khi cũng phải dùng phép thần thông. Ngày xưa mà Đức Phật cho phép ông một kiền liên, những người nào mà khó độ phải dùng thần thông, dùng cái vũ lực để mà độ người đó. Ở đây Đức Thầy dùng thần thông chuyển hóa để cho ông Hương Bảo Thạnh thấy rằng ông có niềm tin đối với Thầy. Cho nên từ đó sau bắt đầu ông tôn kính Đức Thầy của gì. Rồi nghĩa là ông thỉnh Đức Thầy ra nhà trước đây ạ, đó như là một bậc thượng khách. Và cuối cùng này Đức Thầy cũng trị cho anh, cho ông là hết được cái bệnh ghiền á phiện, thì ông đã hết bệnh ghiền chấm dứt kể từ đó luôn. Còn câu chuyện từ đó về sau nào là ông làm huấn luyện viên này kia cho ta cúng lại thì chuyện đó quý vị đã nghe rồi rất nhiều. Cho nên chỗ này cũng nói là tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, quý vị hiểu chỗ này, người gặp chủ, chủ đó là ai? Nếu chúng ta tìm hiểu từ điển cái chữ chủ đó là cái người mà đứng đầu trong một nước ta gọi là quốc chủ, quốc chủ. Rồi nghĩa là cái người mà đứng đầu trong một cái cơ sở, một công ty xí nghiệp gì đó ta gọi đó là ông chủ, lãnh đạo trong cái công ty xí nghiệp đó gọi là ông chủ. Cái người mà đứng đầu quản lý trong gia đình đó ta gọi là chủ nhà. Rồi nói riêng về tôn giáo, cái người nào mà đứng đầu trong tôn giáo đó mở đạo độ đời, như vậy thì người đó được gọi là giáo chủ. Vậy thì giờ cái là Đức Thầy là giáo chủ đạo Phật giáo hảo, Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của đạo Phật. Cho nên chỗ này Thầy nói là tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Nói riêng với ông Hương Bảo Thạnh, nếu ông giác ngộ tu hành, bỏ ghiền á phiện đi thì từ đây ông sẽ gặp được tôi. Tôi tức là Đức Thầy là giáo chủ của đạo Phật giáo hảo. Đó là nói riêng cho ông. Bị trong bài thơ này như đã nói là có đề cập tới Hương Bảo Thạnh, cho nên tôi mới nói là nói riêng. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là có thể nói chung cho người tín đồ Phật giáo hảo. Nếu ai giác ngộ theo đạo Phật giáo hảo tu hành thì chúng ta cũng đều gặp được chủ là Đức giáo chủ, là Đức Thầy tôn kính của chúng ta. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Là xin cảm ơn. Tuy nhiên ở đây chúng ta còn hiểu cái thứ hai nữa là chủ gì. Cái thứ hai là ta hiểu chủ gì. Đó là chủ nhân ông. Chủ nhân ông, ông chủ thật sự của mình, của tôi, của quý vị, của tất cả chúng sanh đều có hết. Đó là chủ nhân ông. Mà Đức Thầy đã cho biết là khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Sanh chúng là chúng sanh gì, nói chung là tất cả con người và các loài sanh vật đều có chủ nhân ông này hết. Mà chủ nhân ông còn hay còn gọi là Phật tánh, hay là chân tánh, hay là bổn lai diện mục, hay là Phật cũ ngày xưa. Đức Thầy cho biết là Phật cũ ngày xưa hãy gắn tầm, không phải là mình tầm Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà, mà tầm là Phật cũ của mình nè, ông Phật của mình nè. Ông Phật kia là Phật ngoài thân, mình tìm Phật ngoài thân không được đâu, mà phải tìm ông Phật ở trong tâm chúng ta.
à, hay là khởi điệu tầm dương Phật cổ hầu. Đó, như vậy thì đây là ta phải tìm lại ông Phật của mình. Mà muốn tìm lại ông Phật cho mình đó thì thưa quý vị, à, dựa vào trong duy thức học, trong duy thức học, trong 10 tông phái của đạo Phật, duy thức học là cái tông này đó phải nói là rất là phức tạp. Phức tạp là có nghĩa là chỉ có người trí thức, cái người có kiến thức nghiên cứu qua cái tông này đó thì đó là có duyên và nghiên cứu qua thì họ mới thấm nhuần được. À, bởi vì trong này nói rất là rộng, rất là nhiều, nào là bát thức, nào là tâm dương, nào là tâm sở, à, rồi 51 ngón tâm sở, rồi tứ gia hạnh này kia nọ, đủ thứ hết. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây tôi bàn là quý vị một chút xíu chỗ này thì chúng ta thấy được cái chủ nhân ông của mình, phải không? Chủ nhân ông của mình đó là cái tánh thật của mình, đó là bản lai diện mục của mình. Đầu tiên là con người chúng ta là nó có bát thức, phải không? Con mắt mà mình nhìn thấy mà phân biệt đẹp xấu đó là nhãn thức. Lỗ tai mình nghe mà phân biệt được hay dở đó là nhĩ thức. Rồi cái lỗ mũi mình ngửi mà phân biệt được đó là thơm hay là hôi, đó là tỷ thức, phải không? Rồi đó là cái miệng mình nếm mà mình biết đó là mặn ngọt, chua cay, đắng chát vậy đó, đó là thiệt thức. Cái thân mình mà đụng chạm tới cái vật gì đó, mình phân biệt đó là nóng, lạnh, mềm, cứng vậy đó, đó là thần thức. Cho nên ở đây gọi là ngũ thức. Như vậy thì ngũ thức này đó, con người ta sống là nhờ ngũ thức nè. Nếu mà trong một trong năm cái thức này mà trong sự sống ta nó thiếu kém đó nghe, thì chúng ta sẽ bị hạn chế vô cùng trong sự sống của mình. Thí dụ nhãn thức thôi, bây giờ con mắt chúng ta mà giờ nhìn mà mình không phân biệt được cái đó là đẹp xấu vậy cho nên đó là ta bị hạn chế rồi. Là do cái hệ thống thần kinh ở trong cái hệ thống thần kinh chúng ta nó thuộc về đó là bên trong đó, thì ta không nhận xét được cái đó là đẹp xấu là ta bị hạn chế. Kể cả lỗ tai, lỗ mũi, miệng và thân chúng ta cũng vậy. Cho nên vì vậy về sự sống, sự đời thì năm thức này nó hoạt bát rất là lanh lẹ, nó giúp ích cho chúng ta sinh hoạt trong sự sống. Nhưng mà năm thứ này có khi nó hướng dẫn chúng ta đi vào lầm đường lạc lối, tức là rơi vào con đường tội lỗi, phải không? Bởi vì mắt thấy, nhãn thấy sắc thường hay bận biểu là ta thấy mà ta đẹp rồi đó là ta phân biệt nó, thì cái thức này nó rơi vào đó là nó chủ động tạo tác ta làm tội. Cho nên bây giờ ta tu tập, ta chuyển nó lại, phải không? Ta tu tập, ta chuyển nó lại là năm thức này, mới đầu nó là thức nha. Bởi vì thức nó thuộc về gì? Thức là nó là cái biết, nhưng mà thức là nó thuộc về vọng. Hãy nói ta thức là vọng đó, cho nên năm cái vọng thức này mà ta tu tập, ta chuyển hóa nó trở lại là thành gì? Là thành sở tác trí. À, thành sở tác trí. Mà cái công năng của thành sở tác trí đó là sao? Là nó giúp cho chúng ta đó là một là có tam thân, thiên bớ quá thân, hai là pháp thân, ba là viên mãn báo thân, thấy không? Rồi đó là cái ngũ thức này khi mà ta chuyển hóa nó được rồi, thành sở tác trí rồi đó, thì ngoài ra là nó có diệu dụng thần thông, thấy không? Biến hóa vô lượng, cho nên nó rất là hay. Cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là ý thức. Ý thức này lúc mà còn ngoài đời đó thì nó phân biệt, mà hãy làm tội cũng nó, mà làm thiện cũng nó, làm tốt cũng nó. Cho nên trong duy thức học người ta nói là công duy thủ, tội duy khôi. Có công cũng do nó tạo ra, mà nghĩa là cái tội cũng do nó tạo ra. Cho nên khi mà cái người tu tập mà chuyển hóa được cái ý thức này đó, chuyển hóa từ thức nó thành trí thì gọi là diệu quan sát trí đó. Cái diệu quan sát trí này đó là cái sự chiếu sáng của nó vô lường đó. Nó đạt, nghĩa là đến chỗ này là sự chiếu sáng nó vô lường, nó biết cả tam thiên đại thiên thế giới đó. Cho nên vì vậy đó mà diệu quan sát trí là cái trí huệ này do nhờ chúng ta tu tập ta có. Mà cái này là của Phật mới được. Cái trí nó cũng tùy theo, trí của A-la-hán nó khác mà trí của Phật nó khác. Mà cái chỗ này đạt tới là trí của Phật đó. Cái thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là mạt na thức. Lúc mà còn phàm đó, còn tạo tội đó, thì mạt na thức này hay còn gọi là truyền tống thức. Cái này đó là nó thuộc về cái tâm phân biệt nhân ngã. Thường thường ở đây chúng ta phân biệt người đó giỏi, người đó hay, người đó tài, người đó xấu, người đó dở, ha, giàu nghèo đó là do chúng ta đang sống với cái mạt na thức này đó, cái truyền tống thức này đó. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta tu tập chuyển hóa cái mạt na thức này thì nó thành gì? Là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí, lúc bây giờ ta diệt được cái bản ngã rồi thì lúc đó là nó sống trở lại bình đẳng, thấy không? Mà hãy bình đẳng rồi đó thì đó là nó lấy cái lòng từ bi để mà nó cứu độ tất cả muôn loài. Cho nên Đức Phật cũng áp dụng vào trong cái chỗ là bình đẳng tánh trí này mà độ chúng sanh đó, có đầy đủ lòng từ bi. Cái thứ tư nữa là gì? Thứ tư nữa đó là A Lợi Gia Thức. A Lợi Gia Thức này trong kinh nó mới diễn tả nó là cái kho chứa, thấy không? Thiện nó cũng chứa vô đây, ác nó cũng chứa vô đây. Cho nên thiện ác nó đều chứa.
là do hồi nãy là năm căn nó tiếp xúc với là các trần cảnh ở bên ngoài, rồi thức nghĩa là nó phân biệt, lúc bây giờ chấp nhận nó mới đưa vô ý thức, ý thức nó mới đưa vô mạt na thức là truyền thống thức đó, nó đưa vô đưa ra là do chỗ truyền thống thức, rồi bắt đầu nghĩa là nó mới truyền thống thức nó mới đưa vô trong a lợi gia thức. Cho nên lúc bây giờ nghĩa là khi mà a lợi gia thức còn làm tội thì nó là cái thức chứa thiện ác trong đó, nhưng mà khi mà tu tập để chuyển hóa cái thức này rồi đó thì lúc bây giờ nghĩa là nó đạt được cái chỗ là đại viên cảnh trí, tức là cái trí huệ rộng lớn vô cùng, không ngần không mé, soi thấu được tất cả 10 phương thế giới này luôn. Đó là cái trí, đó là trí của Phật nha. Thì thưa quý vị, như vậy thì giờ muốn thấy được chủ nhân ông chúng ta thì ta phải tu tập từ từ nha. Từ cái là bát thức này nó chuyển thành lại là bốn trí, xin nhắc lại là thành sở tác trí, rồi diệu quan sát trí, rồi bình đẳng tánh trí, rồi đại viên cảnh trí. Thì lúc đó là ta thấy được chủ nhân ông của mình, thấy được ông Phật thiệt của mình. Nhưng mà muốn tu tập để chuyển hóa đó thì chỉ có hai cái cách mà chúng ta tu. Một là tu tập thiền định, thấy không? Hai là niệm Phật cho đến cái chỗ mà bản lai thanh tịnh của Đức Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh. Từ chỗ nhất tâm mà chúng ta niệm tới chỗ bản lai thanh tịnh, cái này nó rất là cao, thấy không? Còn cái tu thiền ở đây thưa quý vị, thiền ở đây đó nói rằng đó là thiền là vô sở trụ. Cho nên khi thấy cảnh không chấp cảnh, khi nghe tiếng không chấp tiếng, nói chung là vô sở trụ. Bị thiền là nó không có chỗ trụ, thành ra nghĩa là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là cái chỗ đó. Cho nên không có chỗ trụ thì nghĩa là không có chỗ là buông xả tất cả các ác pháp tới, là buông xả buông xả buông xả buông xả. Thì lúc bây giờ ngay lúc đó tâm ta không còn vận động, là ta đã thiền. Mà thiền được cái chỗ này đó là ngài vua Trần Nhân Tông ông nói câu này quý vị thường nghe đọc hoài: ở trần vui đạo cũng tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Thấy không, mình nghe đọc cái câu này nó bình thường, ở trần vui đạo cũng tùy duyên. Bây giờ tùy duyên là gì? Bây giờ sống nghèo cũng được, nghèo cũng không khổ, mà giàu cũng không lấy đó làm vui, mà luôn luôn là thấy được thế gian này là sống cũng do cái duyên, duyên hợp, hợp rồi tan thôi. Tất cả các duyên, các sự sống trên thế gian này do cái duyên hợp tan thôi, không có gì mà lấy nó làm bền chắc hết. Tạo duyên giả, phàm gian thanh giả. Cho nên vì vậy ở đây là vui đạo cũng tùy duyên, nhưng mà hãy đói đến thì ăn mệt ngủ liền, đói thì ăn mệt thì ngủ đó. Còn mình á, đói mình ăn phải cầu đầu có cao, món cao lương mỹ vị, mà mệt mình ngủ á thì phải ngủ giường cao niệm gọc. Nói chung là đòi hỏi theo cái sở thích của mình. Còn vua Trần Tông nói thì đói đến thì ăn mệt ngủ liền, không phân biệt gì hết, ăn không phân biệt đó ngon hay là dở, ngủ không phân biệt chỗ đó là im hay là không im đó. Mà giờ cái là con điều đó là ta hiểu chỗ này. Trong nhà có báo tay cầm sẵn, tức là trong tay mình nè, trong nhà là trong tay mình nè, có báo là Phật tánh ở nơi mình, khỏi đi tìm cầu ở đâu hết. Thường thường mình nói mình lên núi mình tìm Phật, đến chùa mình tìm Phật, nhưng mà Phật ngay trong tâm chúng ta đây. Trong nhà có báo tay cầm sẵn thì lúc bây giờ sao là đối cảnh vô tâm mạc dân thiền. Cho nên như vậy là đối cảnh vô tâm, đối cảnh nghĩa là mình không chấp, mình không vướng. Thì lúc bây giờ đó là mạc dân thiền, khỏi cần phải hỏi gì thiền hết. Cho nên thiền là vô sở chủ, là buông xả là chỗ đó. Vậy thì nếu mà ta cứ buông xả như vậy, tham đến ta buông xả, sân đến ta buông xả, si đến ta không vướng, và lục căn lục dục thất tình này kia ta không vướng bận, thì ta đã buông xả, thì lúc bây giờ không cần phải nói thiền gì hết. Đó là đi đứng nằm ngồi dũng thiền, thì có ngày chúng ta sẽ thấy được chủ nhân chúng ta. Còn cái công thức niệm Phật là công thức nó dễ hiểu và chúng ta đã và đang thực hành. Nhưng mà nói vậy chứ muốn thực hành được cái công thức niệm Phật mà qua Đức Thầy đã dạy từ thấp lên cao, nó không phải là chuyện dễ, thấy không? Thấp là gì? Trong thấp là có nghĩa là còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm chúng sanh. Trong tâm chúng sanh niệm niệm mới làm chấn dứt. Cho nên lúc đầu ta niệm Phật là ta bị vọng niệm, bây giờ hết niệm Phật là ta còn bị vọng niệm. Ở chung nói chung là chúng sanh này coi như là ta còn vọng thôi. Bây giờ tôi hỏi thiệt ở đây là trong diễn đàn này nè, bây giờ gì trả lời coi, giờ quý vị niệm Phật có hết vọng niệm chưa? Chưa nữa hả? Tôi cũng chưa nữa. Tưởng đâu hay lắm cũng chưa. Cho nên ta còn niệm ở trong cái chỗ vọng niệm, nhưng mà nó đỡ một cái, nó hay hơn một cái là nó đỡ hơn lúc trước đây, phải không? Lúc mới tu thì ta bị vọng niệm lắm, hãy gác dò lên, hãy Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ đủ thứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể kiềm chế được, thấy không? 10 chúng ta có thể là ta kiềm chế được hết 7, ta còn chỉ có 3 thôi, phải không? Như vậy thì giờ đó là lúc đầu ta niệm trong cái vọng niệm, nhưng mà ta trì danh, ta niệm riết đi, niệm cho tới ngày mà nhất tâm bất loạn đi, rồi nghĩa là buông xả cái chỗ mà nhất tâm bất loạn luôn. Bây giờ này là nhất tâm bất loạn là ta còn năng trụ, năng niệm và sở niệm, phải không? Năng niệm là thấy mình niệm, mà sở niệm là thấy Đức Phật A Di Đà đang niệm.
cho nên ta còn dướng chỗ này. Mà đến chỗ thầy nói là niệm Phật là niệm bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó được thanh tịnh. Đó là ta niệm tới chỗ đó đó, là ta thấy được cái Phật tánh liền, thấy được chủ nhân ông của mình. Bây giờ cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà là Ngài đã đạt đến bản lai thanh tịnh rồi. Mà giờ cái là ta niệm, là ta niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật à, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh. Mà nó đạt được cái thanh tịnh là gì? Mà cái thanh tịnh đó là đó là cái diệu dụng của cái chân tâm của chúng ta. Cho nên vì vậy ta niệm tới chỗ mà đạt chỗ bản lai thanh tịnh rồi, thì lúc đó là ta sẽ thấy được cái chủ nhân ông của mình, đó là Phật tánh của mình. Đó thì thưa quý vị, như vậy qua cái câu thứ thứ ba này đó, là tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, có nghĩa là ta thức tỉnh giác ngộ rồi. Thì lúc bây giờ cái là từ đây là chúng ta gặp chủ, là một là gặp được Đức Thầy ha, nói riêng Hoa Thạnh mà nói chung là kể cả tín đồ Phật giáo hảo, ta gặp được Đức Thầy ha, gặp ở hiện tại, có người có duyên thì gặp ở hiện tại ha, tức là những vị mà tiền bối trước đây sống đồng tuổi với Thầy hoặc giả lớn hơn Thầy, thì có duyên Thầy là gặp được Đức Thầy ha, hoặc giả là ông Hương Mô Thạnh thì ông đã có duyên với Thầy cho nên ông gặp được Đức Thầy ha, còn mình gặp Thầy là gặp ở sau này, phải không? Gặp ở sau này, sau này Thầy trở lại thì chúng ta nhờ công đức tu tập, nhờ là tín đồ Phật giáo hảo, cho nên chúng ta sẽ gặp được Thầy. Đó là một là gặp chủ, là gặp Đức Thầy. Thứ hai nữa là gặp được chủ nhân ông chúng ta. Quý vị lưu ý cái chỗ này đó. Như vậy thì giờ tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Tỉnh ngộ là thức tỉnh giác ngộ để tu hành đúng theo phương pháp tu tập của Đức Phật, của Thầy đã dạy, thì sau này chúng ta sẽ gặp được chủ nhân ông chúng ta. Qua câu thứ tư, câu này chúng ta nói ngắn gọn lại, thấy không? Đó là phủi trần tìm kiếm chữ ma hà, thấy không? Chữ phủi là gạt bỏ nó à, gạt bỏ nó, không vướng bận gì nó hết, không nghĩa là cần dùng tới nó nữa, cho nên gọi là phủi. Còn chữ trần là gì? Chữ trần thưa quý vị, về cái nghĩa đen đó, trần là bụi bặm. Mà bụi nó có cái loại bụi cực vi, là những cái thứ mà nó bay lơ lửng trên không gian á, khi mà ánh nắng mặt trời hay đèn pin ban đêm ta gọi ta thấy nó bay lơ lửng, đó là cực vi à. Rồi nghĩa là bụi trần, cái thứ mà nó ở dưới đất khi mà gió nó bay, thành ra đó là chỉ cho bụi trần là nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng đó là chỉ cho con người sống trong cõi trần thế này đó, là nó có tất cả các thứ làm cho chúng ta bị nhiễm mồ à. Đó là những thứ gì? Chẳng hạn như là ta thường nghe nói là ngũ dục lục trần à. Ngũ dục là năm cái món dục, mà năm món dục này là cái sở thích của con người sống trên thế gian này. Nếu mà ta không tu, ta không giác ngộ là năm cái món này là ta rất là thích. Bây giờ có gì thích không? Một là gì? Là danh vị, tức là cái địa vị danh vọng của mình. Con người ai không thích, phải không? Con người mình nổi tiếng, thành đạt, được nhiều người người ta ngưỡng mộ, ta tôn kính, uy tín, ta biết tới mình, là muốn trở thành con người nổi danh, cái này ta rất là thích, phải không? Rồi cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là lợi, phải không? Như vậy thì cái là cái tài lợi là của cái vật chất, tiền bạc, cái này ta, cái thứ hai chúng ta rất là thích nó. Cái thứ ba nữa là gì? Cái ba nữa là sắc đẹp, hay còn gọi là tình cảm, tình ái. Trong cái sắc đẹp đó là chỉ cho nam nữ ưa thích nhau, hoặc giả là chồng vợ ha, chồng vợ là ta luôn luôn ta dướng vô trong cái chỗ này. Thưa quý vị, chồng vợ ta dướng chỗ này, cho nên vì vậy chồng vợ hãy gần thì bận biểu ân ái, mà xa thì lưu luyến nhớ thương. Cho nên thưa quý vị, cái này là con người ta dễ dướng bận đó, mà hãy ta dướng vô nó rồi là tâm ta bị chi phối. Hôm rồi cách đây mấy ngày đi niệm Phật chung cái anh đồng đạo này, anh bị bệnh Covid. Cái năm mà lúc đó là năm 2022 đó, anh bị Covid rất là nặng. Anh nói là Covid mà nó dướng vào anh rồi, cần cổ của anh giống như ai mà lấy cái gì mà nó bấu vùng cổ, không chịu không nổi. Anh tỉnh là chết rồi. Nhưng mà nằm chung trong phòng đó rất là nhiều người. Mai coi cái là anh nói cũng mắc cười. Anh nói mặc dù mình đau đó mà mắc cười. Cái bà nằm kế bên đó đó, bà cứ nói hoài à. Bà nói tôi đau tôi nằm ở đây. Bà nói khờ khờ gì chứ không nói với ai chứ á. Lúc đó ai cũng lo thở mệt không chứ ai nói chuyện với ai. Nhưng mà nói khơi khơi, bà nói tôi đau tôi nằm ở đây á, không biết ổng ở nhà ổng có nhớ tôi không à, hay là ổng có đi theo vợ bé nào không nữa. Cái mấy người kia nói tần ơi bà muốn chết rồi, bà không lo bà mà đi lo cho ổng. Nói sao cái gì nằm ở đây cũng nhớ tới ổng, cũng lo tới ổng vậy đó. Rõ ràng cái chỗ là sắc à, tình cảm sắc đẹp. Cho nên thưa quý vị, rồi cuối cùng qua ngày sau chết à, như vậy thì nhớ tới ổng đó rồi chết đó, rồi ổng có đi theo mình được không? Đâu được đâu. Cho nên vì vậy mà ta giàu cho có ham mà có sở hữu nó đi chăng nữa, ta biết rồi có ngày ta cũng bỏ nó, hay là nó cũng bỏ ta. Cho nên nghĩa là danh vị, tài lợi, sắc đẹp, ăn uống ngủ nghỉ. Ngoài ra cái thứ ăn uống ngủ nghỉ này rất là thích. Ăn thì ăn những món cao lương mỹ vị, nó vừa với khẩu vị chúng ta. Mà ngủ thì ngủ ở chỗ nào nó duyên mắm, nó vừa với cái thân sở thích của chúng ta.
Cho nên vì vậy là năm món này Phật nhà Phật gọi là ngũ dục. Rồi lục trần là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó đam nhiễm với là sắc thinh nương vị xúc pháp, cho nên các món này người ta cũng rất là thích, thấy không? Như vậy thì chỗ này Đức Thầy đã dạy chúng ta trong cái đoạn đầu của bài chánh niệm, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục bắt buộc con người phải biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hằng ngày ghi nhớ. Vì thế mà con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường không thoát khỏi dòng sanh tử đó, do chính vì ta ham muốn các thứ dục đó, mà bây giờ đây nghĩa là nó đưa ta đi vào chỗ là luân hồi sanh tử, lên lên xuống xuống trong ba nẻo sáu đường không thoát khỏi được đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là phải bỏ nó đi, phải rứt nó đi. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rứt bụi trần mặn lạc thấy ai. Chữ Nam Mô trì giới giữa cha, cha được tánh cha năm mươi quy. Vậy thì dạo này chúng ta phải nhớ đó là phủi trần, là bỏ hết tất cả các thứ trên thế gian này mà ta ham muốn. Nhưng nếu như quý vị đang sở hữu nó, mình đang giàu có hưởng thụ trùng trương, nhưng cái tâm chúng ta, trong tâm mình nha, luôn luôn thấy nó là vô thường, không tồn tại, không bền bỉ chắc chắn. Cho nên vì vậy ra ta không bị nó làm vướng bận, nó không thể chối buộc được ta, mà ta không bị nó làm vướng bận, thì lúc đó là ta sống rất là tự tại. Nhờ ta phủi trần, ta bỏ nó, tìm kiếm chữ ma ha. Thưa quý vị, tìm kiếm tức là chúng ta kiếm lại, ta tìm lại chữ ma ha là gì. Chữ ma ha là đại đạo, căn cứ theo cái chữ ma ha đó là cái thuật ngữ của đạo Phật. Cho nên quý vị tra cứu lại Phật học từ điển thì chúng ta thấy rõ ràng chữ ma ha đó là đại đạo. Mà hãy nói đại đạo là cái đạo rộng lớn, cho nên chỗ khác thầy chúng ta cũng có chỗ là ngài dùng là đạo cả, thấy không, ngài dùng là đạo cả. Như vậy thì ma ha là đại đạo, là cái đạo rộng lớn. Cho nên Đức Thầy cho ta biết đó là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sẽ mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đó là kiếm chữ ma ha là đi tìm đại đạo, mà tìm đại đạo thì cái là mới có cái chân lý, cái giáo lý để cho ông ta tu tập, để ta mới tìm được cái chủ nhân ông mình hồi nãy nói, tìm được cái con đường giải thoát mới được về cảnh giới cực lạc, hay mới được về cảnh giới nước bàn. Cho nên câu thứ tư này đó là phủi trần tìm kiếm chữ ma ha, tức là ta gạt bỏ, không bị trần cảnh này, không bị các thứ nhiễm trên thế gian này nó chối buộc được mình. Đó là bởi vì nhờ chúng ta đã đi vào trong cái đạo rộng lớn, mà trong cái đạo rộng lớn đó là có cái giáo lý tu tập để đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Cho nên cái giải thoát đó không phải mà đợi về cực lạc là giải bàn giải thoát, mà ta giải thoát ngay trong hiện tại thế gian này. Cái gì mà ta nhiễm mà ta bỏ được thứ đó là ta giải thoát rồi đó, mà ta bỏ được thứ đó là ta đã buông bỏ được nó, thì ta sẽ được giải thoát được một món, thấy không? Thí dụ như đó giờ ta hút thuốc, mà bây giờ nghĩa là ta bỏ được cái điếu thuốc đó là ta đã giải thoát được điếu thuốc đó, chứ không phải đợi về cực lạc. Bây giờ hút đi rồi nữa về cực lạc bỏ cũng được, ở đây mà không bỏ làm sao về cực lạc bỏ, mà về cực lạc có thuốc đâu hút, thấy không? Cho nên thưa quý vị, vì vậy đó mà có cái ông này đó, ông dẫn đứa cháu ông đi ra ngoài chợ uống cà phê, uống cà phê bỏ đầu cái ông móc điếu thuốc rồi ông hút, mà ông ăn chay trường mấy chục năm rồi đó nha, ông móc điếu thuốc rồi ông hút. Cái cháu nội nó nói, ông nội ơi, ông tu mà ông hút thuốc biết chừng nào Phật rước ông được. Ông nói tao vẫn uống cà phê mà cũng nói xấu tao nữa. Nhưng mà thưa quý vị, anh kể lại nghe, khi mà nó nói câu đó rồi đó là ông đậu sức tỉnh liền. Mặc dù giảng viên giáo lý viên nói này nói kia ông bỏ, nhưng mà nghe thằng cháu ông mà nó nói vậy đó ông suy nghĩ liền. Mà vậy đó từ đó sau là vậy ông phát nguyện ông bỏ cái một. Mặc dù mấy ngày đầu nó cũng làm cho mình khó chịu, nó bực bội, nó gai gắt, nó ngáp tới ngáp lui này kia nọ, làm cho nó ghiền lắm. Nhưng mà anh quyết tâm rồi anh bỏ được. Như vậy thì ở đây chúng ta không bị nó làm vướng bận, là bất cứ cái gì mà chúng ta nhiễm mà ta bỏ được một món đó thì nghĩa là ta đã được giải thoát món đó. Rồi nghĩa là như vậy thì ta đã giải thoát được nó thì nó không ràng buộc được mình, cho nên ta sống rất là tự tại thanh đàng. Vậy thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, tổng luận trong bốn câu giảng này rõ ràng được rút ra các bài đến làng Nhân Nghĩa ở Cần Thơ, tức là nhà ông Hương Bộ Thạnh. Câu đầu tiên Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta thấy rằng cõi ta bà là thế giới khổ đau, cho nên ưu phiền thường sự chốn ta bà. Vậy thì con người sống trong cái cảnh giới ta bà này là ai cũng nằm trong cái giai đoạn đó là sanh lão bệnh tử, rồi mưu cầu bất đắc, ái biệt ly, quan tán hội và ưu sầu lo ngại. Cho nên vì vậy những cái khổ này nó đang dằn vặt trong lương tâm chúng ta, nó đang đeo mang trong xác thân chúng ta. Vì vậy đó mà giờ Đức Thầy đã khẳng định hễ sanh ra thế giới ta bà là con người phải mang cái nỗi ưu phiền khổ đau đó. Cho nên để thoát khỏi cái cảnh ưu phiền khổ đau này thì giờ Đức Thầy phiến phết chúng ta là Phật cảnh mau về Ác Lăng Xa.
đó là chúng ta phải về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì về cực lạc thảnh thơi ăn dưỡng ấy là ngài ban thưởng công tu, về đó là vui sướng, về đó là con người không còn sinh tử luân hồi, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám giác hồn, thoát luân chuyển khỏi đau khổ tử. Đó, về đó gọi là cuộc y thực muốn chi đủ thứ dài dài đó. Nói chung là về cực lạc là cái cảnh giới nói chung là hoàn toàn vui sướng hưởng thụ, để chúng ta không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Đó, cho nên vì vậy mà thầy mới phiến khích chúng ta là Phật cảnh mau về quán xa. Rồi tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Nếu như hôm nay người nào nói chung nói riêng và là ông Hương Bảo Thạnh mà giờ ghé là biết thức tỉnh giác ngộ thì sẽ gặp được Đức Thầy là chủ, là Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hảo, hoặc giả là cố gắng tu tập cho nội tâm của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái chủ nhân ông của chúng ta. Đó, đó là cái chân tâm, đó là Phật tánh, đó, đó là bổn lai diện mục, đó là chân như thường trụ bất biến. Đó, cho nên vì vậy cố gắng tu tập, mà tu tập đó là phải tu thiền, buông xả tất cả, và phải niệm Phật và niệm cho tới chỗ bản lai thanh tịnh của thầy đã dạy, thì cuối cùng chúng ta sẽ gặp được chủ nhân ông của chúng ta. Đó, và nghĩa là muốn được như vậy thì giờ đây chúng ta phải ý thức được cuộc đời này là vô thường, để chúng ta giác ngộ, ta tu hành à, và ta tìm tới cái đạo, mà cái đạo đó là cái đạo cả, đạo đó là đạo rộng lớn à, cái đạo đó là có giáo lý để đưa chúng ta đến cõi giải thoát. Đó là như đạo Phật Giáo Hòa Hảo và đạo Phật cũng vậy. Đó thì nghĩa là phủi trần tìm kiếm chữ ma. Đó thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, nhờ chúng ta gạt bỏ hết tất cả các trần cảnh ở trên thế gian này, không bị vướng nhiễm gì, thì cuối cùng nghĩa là ta sẽ đi vào trong cái đạo, mà đi vào trong đạo đó có chân lý tu tập, để chúng ta về được cõi Phật, có chân lý tu tập để ta thấy được chữ nhân ông chúng ta. Thì thưa tất cả quý vị, tóm lại bốn câu giảng này, đây là một bài pháp mà Đức Thầy đã dạy à, nói chung là tín đồ Phật Giáo Hảo, nói riêng là cho ông Hương Bảo Thạnh, là chúng ta nương vào đây để tu tập à, ta thấy được cõi đời là khổ đau, rồi ta phải về trên cõi Phật à, để ta hưởng cái cảnh an nhàn ở trên đó, và đồng thời đó là ta tu tập để ta thấy được cái là tánh Phật của mình, đó là chủ nhân chúng ta. Mà muốn được vậy thì ta phải quy vào đạo. Vì vậy đó mà giờ đây thưa quý vị, chúng ta may mắn có duyên mai hạnh ngộ, ta là người tín đồ Phật Giáo Hảo, có duyên với thầy để chúng ta tu tập. Cho nên vì vậy mong rằng trong một cái bài giảng này, đây là cái giáo lý giải thoát mà Đức Thầy đã dạy ra để chỉ cho chúng ta con đường tu tập giải thoát rõ ràng. Mà giải thoát đó là về cảnh giới cực lạc, giải thoát đó là về cảnh giới niết bàn, giải thoát đó là thấy được chân tâm chúng ta, thấy được chủ nhân ông ta, để tâm chúng ta hiện tại giải thoát thế gian là ta không bị ràng buộc à, không bị cái là đeo đắm về cái danh lợi cảm tình quy quyền phú quý. Cho nên vì vậy là ta đã được tự tại thanh thản, và cuối cùng nghĩa là khi nhắm mắt chúng ta sẽ được về cảnh giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, hay là về cảnh giới niết bàn, do cái công tu tập và cái chí nguyện chúng ta sẽ đạt đến đó là giải thoát trọn vẹn. Thì mong rằng trong bài giảng này tôi cùng quý vị gắng nỗ lực tinh tấn hành trì để chúng ta đạt được cái kết quả tốt ở sau này. Đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị tranh thủ nè, còn 15 phút nữa là đáp từ của ban tổ chức với là cái câu hỏi được đặt ra. Đáp từ thì 5 phút thôi, còn câu hỏi này chúng ta làm khoảng 10 phút ha, tranh thủ thời gian. Câu hỏi tôi đặt ra đó, nếu như quý vị nào trả lời không đúng thì cái người khác trả lời, có thể là từ 80% trở lên là được ha. Còn dưới 80% là kể như người khác trả lời, thì cái người khác trả lời đúng thì cái phần quà là người khác. Chứ cái này là không có chia cắt ra làm hai như hôm cả ngày nữa, thấy không? Cái này là do ý kiến của chị đó ở Phú Sơn đó. Bởi ý kiến nó mà xui sao mà đẩy cái bữa nào đó, bữa bên nhân hội Trung Quốc, phải không? Rồi bây giờ câu hỏi được đặt ra, câu 1, quý vị nhớ nha, câu 1 theo lời Đức Thầy dạy nha, theo lời Đức Thầy dạy chứ không phải là tôi nói nha, theo lời Đức Thầy dạy, cõi ta bà này có mấy điều khổ và chọn đáp án nào sau đây? A, có ta với có bà là khổ, thấy không? B, có 8 điều khổ. C, có 4 điều khổ. D, cả 3 đáp án trên, và tìm câu giảng chứng minh. Ví dụ quý vị chọn đáp án đó rồi thì có câu giảng nào chứng minh đáp án đó. Rồi mời ở phía sau. Cần nhắc lại không? Khỏi ha. Rồi bây giờ A, B, C, D chọn đáp án nào và chứng minh. À, rồi vậy là đáp án B, 8 điều khổ. Rồi còn cái câu giảng nào chứng minh 8 điều khổ này không? Câu trả lời chính xác cho chàng phát tay quang ninh. Này là không hổ danh là thủ khoa lớp giáo lý căn bản, nghe không? Thủ khoa đâu có gì. Rồi
Thủ khoa đó Bình Vĩnh Long á. Bây giờ qua câu số 2. Phật cảnh mau về ắt lánh xa. Vì sao Đức Thầy phiên chúng ta mau về Phật cảnh, tức là cõi Phật à, và Phật cảnh đó ở đâu? Đáp án A, cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. B, cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi Niết Bàn. C, cõi U Minh của Địa Tạng Vương làm giáo chủ. D, là cảnh giới Thượng Nguyên, cảnh đời Thượng Nguyên hay là Hội Long Hoa. Vậy đồng đạo chọn đáp án nào đúng? A, B, C, D. Rồi, bên Nam đi, nào bên Nam nè. Chọn đáp án nào? A, B, C, D. Nam Mô Di Đà Phật. Xin chọn đáp án B. B là cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi Niết Bàn. Rồi bây giờ lý do nào vì sao mà Đức Thầy phiên chúng ta mau về Phật cảnh? Vì sao? Chị nói tắt vài ba chữ là được rồi đó. Về Cực Lạc mới là hết khổ. Ờ, vậy là tại vì ở cõi Ta Bà là khổ, về Cực Lạc là hết khổ. Ờ, đó là đáp án chính xác, cho chào hóa tay quang ninh. Rồi bây giờ qua câu số 3. Muốn về Phật cảnh ta cần tu phương pháp nào? A, niệm Phật phải có tính nguyện hạnh. B, phải đoạn trừ 10 điều ác. C, phải tu các hạnh lành. D, cả ba đáp án trên. Mời đồng đạo. Quá rồi, câu này dễ rồi mà đưa tay quá. Xin trả lời câu hỏi thứ ba. Muốn về xin đọc lại câu hỏi dùm. Đọc lại câu hỏi nha. Câu 3. Muốn về Phật cảnh ta cần tu pháp môn nào? A, niệm Phật phải có tính nguyện hạnh. B, đoạn trừ 10 điều ác. C, tu các hạnh lành. D, cả ba đáp án trên. Dạ, tôi xin chọn câu hỏi A, muốn về Phật là phải niệm Phật và phải có tính nguyện hạnh. Chỉ có đúng được. Câu trả lời đúng được có 50%. Mời quý vị khác. Em xin trả lời đó là câu D ạ. À, câu D là cả ba đám chơi chính xác, cho chào ta quan ninh. À, bởi nãy tôi nói là tính nguyên hạnh là căn bản rồi đó, nhưng mà cái trợ hạnh là cần phải có là đoạn trừ 10 điều ác ha. Rồi tu các hạnh lành là kể cả ăn chay cúng lại rồi làm phước từ thiện giúp đời báo hiếu cha mẹ là các hạnh lành hết à. Rồi cho nên cái là cả ba đáp án trên thì mình phải nói là hết ba đáp án đó là nó đúng. Còn mình nói có đáp án là nó chỉ trúng có 50% thôi. Rồi bây giờ câu 4. Tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Vậy chủ đó là gì? Đáp án A, Đức Thầy hoặc chủ nhân ông. Đáp án B là Đức Phật A Di Đà. Đáp án C là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Đức Minh Chúa. Và đáp án D là Đức Phật Thích Ca hay là Quang Bồ Tát. Vậy đồng đạo chọn đáp án nào đúng? Hả? Rồi cho bên nam lại đi. À, nữ hai người rồi cho nam lại người nó đi. Rồi. Đáp án A là Đức Thầy hoặc chủ nhân ông, phải không? Đó là đáp án chính xác, cho chào tay quang nghênh. Rồi còn sau câu sau cùng nha. Câu 5. Đồng đạo hãy giải thích câu phủi trần tìm kiếm chữ ma ha là ý nghĩa gì? Cái này tôi không có nói A, B, mà bây giờ quý vị nói tắt tắt vài ba tiếng vậy là được rồi, là đúng ý rồi. Xin nhắc lại là phủi trần tìm kiếm chữ ma ha. Ý nói là chủ trần là gì rồi chữ ma ha là sao đó. Thì chúng ta trả lời đúng ý là cái gì chúng ta được lãnh quà. Nghiệp sức tới thầy truyền diệu pháp
Rồi thế vậy được rồi, trả lời chính xác cho chậu tay quan nghìn. Hồi nãy nói cái chỗ mà phủi cho bụi bặm tư tưởng đâu, nó lau tủ, lau bàn, lau ghế. Rồi thưa quý vị, như vậy thì vừa qua là có 5 câu hỏi là có 5 vị trả lời rất là chính xác. Chút xíu nữa rồi quý vị được ban tổ chức mời lên để chúng ta nhận quà. Còn phần trình bày chúng tôi đến đây cũng xin khép lại. Và chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn chính quyền địa phương cũng tạo được cái điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được trở về đây để chia sẻ cùng với tất cả chú quý vị. Cũng xin chân thành cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hảo phường Long Phú, ban tổ chức chương trình thuyết giảng đã long trọng tổ chức cái diễn đàn như thế này, rất đông đảo bà con đồng đạo chúng ta đến tham dự. Xin cảm ơn quý vị, là cũng xin cảm ơn quý vị đại diện cho các ban trị sự cơ sở trong và ngoài thị xã đến đây tham dự rất là đông đủ. Và cũng xin cảm ơn các nhà mạnh thường quân, nói chung là cũng hỗ trợ kinh phí và cũng có điều kiện để chúng tôi kết hợp với mạnh thường quân cũng như kết hợp với ban tổ chức trong chương trình thuyết giảng hôm nay. Cũng rất là cảm ơn cũng như là nhà mạnh thường quân cũng hỗ trợ kinh phí cho ban sự thuyết giảng, mà tôi cũng như là được nằm trong cái đội để mời đến đây để tham gia cái chương trình thuyết giảng hôm nay. Và cảm ơn quý vị trong các cái đội quay phim đã đưa lên trong không gian mạng để cho cộng đồng mạng người ta xem được cái đoạn video này, cái đoạn đề tài của chúng tôi trình bày cùng với tất cả quý vị đồng đạo chúng ta. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đồng đạo chúng ta trong suốt thời gian khoảng trên một tiếng đồng hồ đã theo dõi phần trình bày của chúng tôi. Trong thời gian chúng tôi trình bày, nếu có điều chi sơ suất, ngưỡng mong quý vị niệm tình quan hỷ, lòng thành thật cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin cầu chúc cho tất cả chư vị đồng đạo chúng ta tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chào chào. Có tay. Xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, trong suốt thời gian hơn một tiếng đồng hồ, giáo viên Nguyễn Lý Cường bình giảng 4 câu hết sức là sâu sắc, dễ hiểu, giúp cho đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành trên con đường vòng gương chính pháp. Vậy một lần nữa chúng tôi thay mặt ban tổ chức cho đồng đạo xin chân thành cảm ơn giáo viên Nguyễn Thế Cường và giáo lý viên Nguyễn Thị Trang. Nguyện cầu ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho hai vị giáo viên được sức khỏe dồi dào, tu hành tinh tấn để nghiên cứu nhiều đề tài để làm tròn bổn phận quần dương chánh pháp của Đức Thầy trong khi Đức Thầy xa vắng, mà ngài hằng mơ ước rằng giết một ngọn lửa này một tách, đem đạo lành ban dạy nơ nơ mãn trời trong bá tánh thạnh thơ, khắp bốn biển liên dây hoàn hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tới phần 3 là phần đáp từ của ban tổ chức và nghi thức bế mạc, mời quý khách trình đạo dùng cơm. Phần này chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng đạo chị sĩ viên phụ trách tài chính của ban nghị sự phường Phú đến diễn đàn đáp từ của ban tổ chức, trân trọng kính mời. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa hai vị giáo lý viên cùng cô bác anh chị em trong các ban trị sự và toàn thể quý đồng đạo kính mến. Thời gian 3 tiếng đồng hồ, chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 2 năm 2024 đến đây đã hoàn thành nội dung chương trình. Chúng ta đã nghe qua hai giáo lý viên triển khai đề tài mạch lạc, làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta hiểu đúng tôn chỉ giáo lý
nhằm tiến bộ trên đường tu học, mang đến phúc lợi cho bản thân và xã hội, góp phần phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và đẹp. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện an ninh trật tự về mặt pháp lý cho buổi thuyết giảng thành công trọn vẹn. Cảm ơn hai vị giáo lý viên không ngại đường xa đến đây theo sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương để trao đổi kiến thức Phật Pháp, giúp cho đồng đạo chúng ta nắm được giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ để nâng cao trình độ nhận thức và thực hiện theo lời dạy của Ngài. Vậy mới đúng với tinh thần vì đạo Pháp, vì dân tộc. Xin chân thành tri ân các ban trị sự xã, phường và quý vị đồng đạo gần xa đã dành chút thời gian đến đây tham dự đông đủ, làm cho buổi thuyết giảng thêm phần long trọng. Xin cảm ơn các anh và gia đình chị Năm Thỏ đã cho mượn mặt bằng làm trụ sở để buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Cảm ơn đoàn quay phim An Bình A và các đoàn quay phim khác. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn đại diện các mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh là nhà tài trợ chính của buổi thuyết giảng hôm nay. Cảm ơn tất cả anh chị em đã hỗ trợ đóng góp tài vật không ngại khó khăn đến đây. Đến đây đã cả tinh thần lẫn vật chất. Xin chân thành cảm ơn chị em trong ban trụ phòng, tiếp tân, âm thanh, khánh tiết, giữ xe. Và xin cảm ơn chị em đã phục vụ điểm tâm trưa và nước giải khát, đó là chị Tuyết, chị Oanh, chị Sáu Le và tổ đại nước của cô Sáu Hồng. Một lần nữa, tôi xin thay mặt ban tổ chức, xin tuyên bố kết thúc buổi lễ. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành. Kính chúc quý vị đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Thân ái kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý đồng đạo. Tiếp theo chương trình là tới phần kính mời toàn thể đồng đạo chúng ta đứng lên làm lễ nghi thức bế mạc. Mời quý đồng đạo trang nghiêm hướng tâm về để đài kính lễ Đức Phật kính. Và thưa thôi, hướng tâm về chân dung Đức Thầy, kính lễ Đức Thầy kính. Và thưa xong, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta giải y cũng ngồi bàn dùng bữa cơm thanh đạm. Xin thông báo mời vị nào đó được 10 cái máy đó, quý vị đưa lên nhận 10 cái máy một phần quà để cho đoàn quay phim quay để đi lành kỷ niệm. Trân trọng kính mời quý vị. Yeah.